MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Hóa Long quyết tập 160. Quan Mộc Nhiên xuất hiện, trực tiếp là làm rối loạn Ngô Chấn Thiên kế hoạch, cũng còn tốt chính mình anh minh, kéo theo Giang Trần đám người, nếu không thì, vào giờ phút này hắn tựu đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa, không nói đến tranh đoạt thiên thạch vũ trụ, dù là muốn sống rời đi nơi này, đều là một kiện sự tình tương đối chật vật. Đàm Đài Kinh Tàng nhìn này chút người, ánh mắt âm lãnh, một trận đại chiến, đã là nhất định không thể tránh, bọn họ nhất định phải mau sớm làm ra lựa chọn, nếu không thì rất có thể ăn thiệt thòi. Tiên hạ thủ vi cường, ai cũng không nghĩ làm cho đối phương sống sót rời đi nơi này, thế nhưng ai cũng mang trong lòng kiêng kỵ, bao quát Quan Mộc Nhiên cũng là như thế. Hắn không biết Giang Trần đám người thủ đoạn làm sao, liền nhiều như vậy to lớn con nhện đều là không làm gì được bọn họ, những người này tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Đàm Đài Kinh Tàng vẻ mặt nghiêm túc, nàng sớm đã làm xong chuẩn bị, những người này nghĩ muốn cướp đồ ăn từ trong miệng bọn họ, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ha ha, nói như vậy Đường Hoàng, nói chắc như đinh đóng cột, ngươi làm thế nào chiếm được tin tức này, lẽ nào còn cần ta quá nhiều lắm lời sao? Thật giống các ngươi Hóa Thạch Tông là cái gì danh môn chính phái một dạng, nếu như không phải diệt một cái tiểu tông cả nhà, các ngươi có thể được loại này tin tức sao? Ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi, chúng ta Quan Đông Môn đã chú ý các ngươi rất lâu rồi, cho nên nói ngươi cũng không cần có bất kỳ áp lực, này vốn là túc mệnh, các ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng là thiên ý, đương nhiên, này thiên thạch vũ trụ, các ngươi căn bản không tư cách nắm. Quan Mộc Nhiên cười lạnh nói, Hóa Thạch Tông người tuy rằng đã làm xong việc giữ bí mật, cái kia là bởi vì bọn hắn sớm nhìn chằm chằm Hóa Thạch Tông người, nếu không thì, cũng sẽ không như thế rõ như lòng bàn tay. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, nguyên lai chém giết 7 Hoàng Tông người, là các ngươi này bầy ghê tởm khốn nạn. Vừa ăn cướp vừa la làng, hôm nay, ta nhất định phải vì là 7 Hoàng Tông chết đi vô tội đệ tử báo thù rửa hận, Quan Đông Môn lại có cái gì có thể ghê gớm, ngươi nghĩ ta Hóa Thạch Tông chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngô Chấn Thiên vừa xài bước ra, đối chọi tương đối, Quan Mộc Nhiên cũng là sắc mặt vắng lặng, cùng Ngô Chấn Thiên bốn mắt tương đối, giữa hai người đại chiến, cũng là động một cái liền bùng nổ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Ngô lão cẩu, theo ta Quan Đông Môn đối kháng, ngươi là tuyệt đối không có kết quả tốt, ta hiện tại nhất định phải cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó, các ngươi nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Quan Mộc Nhiên từ tốn nói, tựa hồ tự cấp Ngô Chấn Thiên hạ sau cùng thông điệp. Ngươi một cái không biết liêm sỉ người điên, để ta cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, nói chuyện viển vông, hừ hừ, so tài xem hư thực, ngươi nếu có thể bại ta, như vậy ta Ngô Chấn Thiên mặc cho xử trí. Ngô Chấn Thiên kiếm chỉ Quan Mộc Nhiên, lẫm lẫm hàn uy, khí chấn động thương thiên. Giang Trần nhìn Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên đối chọi, trong lòng cũng là có mấy phần hiểu ra, nguyên lai hai người này từ vừa mới bắt đầu tự có cừu oán, bất kể là Quan Đông Môn hay là Hóa Thạch Tông, tựa hồ cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, lần này bọn họ đối lập hạ xuống, xem ra hắn là nhất định phải muốn ra tay, chí ít trước tiên chờ này chút người giải quyết rồi lại nói. Tốt lắm, cái kia ta thì ta cho ngươi chút màu sắc nhìn, này ngày sau đó, tổng có không biết trời cao đất rộng người, ha ha ha. Quan Mộc Nhiên cười điên cuồng nói, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, lúc này hắn cũng không có gì có thể do dự, nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, hết sức hiển nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng này chút Hóa Thạch Tông ra hỏa ngu xuẩn mất khôn, khó sao hắn nhất định phải ra tay trừng phạt. Hôm nay Quan Đông Môn, tuy rằng không phải dốc hết toàn lực, thế nhưng cũng đã xảy ra rồi gần nửa cường giả, 7 cái nửa bước thần hoàng, đã là Quan Đông Môn không nhỏ thực lực, này 7 đại cao thủ, đủ để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật, nếu như chỉ có Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng, bọn họ 7 cái tuyệt đối có thể nghiền ép. Chẳng qua hiện nay một đầu dưới bước thần hoàng cảnh Hỏa Kỳ Lân, 2 cái nửa bước thần hoàng, đủ để Quan Mộc Nhiên trở nên trịnh trọng lên, mặc dù bọn hắn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Quan Mộc Nhiên cũng không dám xem thường, nếu như một khi thất bại, cái kia tiếp theo là toàn quân bị diệt. Quan Mộc Nhiên bây giờ mang ra ngoài có thể là cả Hóa Thạch Tông trụ cột vững vàng, tuyệt đối không thể sai sót, hơn nữa lần này hắn càng là mua song trọng bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Nhiều lời vô ích, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào? Ngô Chấn Thiên lạnh lùng nói ra, kiếm khí ong ong, nhắm thẳng vào Quan Mộc Nhiên, đôi phản cũng đều là dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến. Chư vị, lần này khả năng lại làm phiền các ngươi. Ngô Chấn Thiên nhìn về phía Giang Trần đám người nói. Không sao, ra tay là tất nhiên, dù sao này thiên thạch vũ trụ, cũng có chúng ta một phần. Giang Trần cười nói, không chút biến sắc. Nói cũng không phải ngươi, ngươi cũng không cần phải khiêm tốn. Đàm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, loại này nửa bước thần hoàng cảnh chiến đấu, tuyệt đối không phải Giang Trần có thể tham dự vào, lần này bọn họ người tay cách biệt hai người, khả năng rất khó sẽ chiếm căn cứ ưu thế. Cũng đúng, Hòa Thượng, các ngươi khả năng lại phải bị mệt mỏi, ai? Giang Trần lắc đầu nói ra, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng. Ha ha, ngươi này đã yếu, cố gắng ở lại đi, nhìn bản Phật ra cho bọn họ cố gắng đi học. Bá Giả Hòa Thượng mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần, vừa nhìn thấy tiểu Trần Tử bị Đàm Đài Kinh Tàng phẫn nộ hận, trong lòng hắn tựu một trận mừng thầm. Kha kha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Bá Giả Hòa Thượng truyền âm nói ra, Giang Trần bị không nhìn thẳng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Giang Trần cũng đích xác chẳng muốn ra tay, có Bá Giả Hòa Thượng ở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, thực lực của những người này, cùng Bá Giả Hòa Thượng vẫn còn có chút chênh lệch, vừa vặn hắn cũng có thể mượn cơ hội giải một chút, Trung Châu Thần Thổ cường giả, thực lực mạnh bao nhiêu. Đồ không biết sống chết, lên cho ta, để cho bọn họ biết một chút chúng ta Quan Đông môn lợi hại. Quan Mộc Nhiên vung tay lên, phía sau 6 cái nửa bước thần hoàng, tất cả đều là vào đúng lúc này, xung phong ở trước, một luồng không có gì sánh kịp bá giả tư thế, bao phủ mà lên, 6 người uy thế vô cùng, khí lăng thương sơn, dường như ngân xà điều động, dường như thương hải tuôn trào. Quan Mộc Nhiên ánh mắt hơi lạnh lẽo, đến thẳng Ngô Chấn Thiên mà đến, trong tay vòng bạc đại đao, ánh sáng óng ánh, ánh đao một chỗ, xé rách hư không. Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc đao kiếm va chạm, ánh lửa tỏa ra bốn phía, thẳng ngút trời, kinh khủng sóng khi lăn lộn mà ra, hai cái ai cũng không chịu trốn tránh, mũi nhọn đấu với đao sắc, khắp nơi kinh tâm, từng bước sát cơ, trước mắt mỗi một chỗ phảng phất đều tràn đầy sát cơ. Đi kèm Hòa Thượng không chút khách khí, một tầng mà lên, lấy một địch ba, một người chính là kéo xuống 3 người thế tiến công, hơn nữa không gặp chút nào đổi bại tư thế. Đàm Đài Kinh Tàng cùng Thanh Huyền cùng với Hỏa Kỳ Lân, nhưng là từng người đối mặt một cái nửa bước thần hoàng, 3 người xung phong tư thế, không hề yếu, hầu như hoàn toàn đem đối phương nghiền ép. Thái Thản Kinh Tàng, Thanh Huyền, cùng với Hỏa Kỳ Lân, 3 người này đều là thực lực hung mãnh, lấy một chọi hai cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được áp lực, thế nhưng người toàn bộ bị Bá Giả Hòa Thượng đoạt đi rồi, cái này người hoàn toàn chính là lấy một địch ba, ai tới đều bất hảo xứ, toàn bộ bị Bá Giả Hòa Thượng trấn áp xuống. Chỉ có Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên trong đó chiến đấu, lộ ra sắc thu chia đều, hai cá nhân thực lực sàn sàn với nhau, nửa bước thần hoàng cảnh uy lực, cũng là bị bọn họ triển khai đến rồi cực hạn, ngươi đuổi ta đuổi, đánh vất vả vui ư, bất quá nhưng ai cũng không làm gì được cùng ai. Uy thế kinh khủng, chấn động đến mức chung quanh Thương Sơn toàn bộ đều là đổ nát ra, trên triền núi, tất cả đều là khắp nơi bừa bộn, núi đá vỡ vụn, cổ mộc thành tro, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến, uy thế, hoàn toàn không thể giống nhau. Ai, thực sự là mạnh mẽ vô cùng a, huynh đệ, chúng ta vẫn đúng là đồng bệnh tương liên a, chúng ta muốn chờ tới khi nào, mới có thể ưu tú giống như bọn họ đây. Cùng là luân lạc chân trời, tương phùng hà tất từng quen biết, bi ai, thật sự là bi ai a. Tôn Kiêu Long vỗ vỗ Giang Trần bả vai, một mặt thở dài nói ra. Thực lực yếu cũng không phải là lỗi của chúng ta, chỉ là chúng ta thời gian tu luyện ngắn ngủi mà thôi. Giang Trần nhún vai nói ra. Đó cũng không phải lý do, ngươi đều tu luyện hơn 1 triệu năm, nhân ra 3.000 năm tựu so với ngươi lợi hại, ngươi lẽ nào không hề có một chút xấu hổ chi tâm sao? Mặc dù không cách nào cùng mạnh nhất thiên tài đánh đồng với nhau, thế nhưng cũng chung quy phải so với trung bình chứ. Nếu không thì, làm sao có mặt tu luyện? Ngươi loại ý nghĩ này là không đúng, ta đây tựu muốn phê bình một chút ngươi, tiểu huynh đệ, nhân sinh một đời, nếu vì theo đuổi con đường cường giả, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, cái thế tôn sư, chúng ta nhất định phải bày chính tư thế, có câu nói thật tốt không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ, chúng ta muốn cạnh tranh làm cường giả, mới có thể ở đây thần giới đặt chân, đắc chí có thể không là chuyện tốt lành gì, ngươi muốn vĩnh viễn cảm thấy, ta là yếu nhất, ta nhất định muốn quyết chí tự cường. Cực kỳ tu luyện, như vậy mới có thể so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Tôn Kiêu Long ngữ trọng tâm trường nói ra, hắn luôn cảm thấy Giang Trần căn bản cũng không như là một cường giả nên có tư thế, cùng mặt khác 3 cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả so ra, hắn nhất định chính là không biết tiến thủ điển hình a. Ngươi không thể tự giận mình, 4 người các ngươi bên trong thực lực ngươi yếu nhất, lẽ nào ngươi tự sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi tự sẽ không cảm thấy trong lòng uất ức sao? Nếu như ta đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, hôm nay cục diện trong nháy mắt sẽ xoay chuyển, ta nhất định lấy một địch 10, sau đó lực chiến quần hùng, chém bọn họ ở dưới ngựa, vì ta Hóa Thạch Tông dương danh lập uy. Đáng tiếc a, trời không chiều người nguyện, ta còn là không có cách nào đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, bước đi này thật sự là thật quá khó khăn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta có một viên không dám khuất phục lòng cường giả, ngươi minh bạch sao? Tôn Kiêu Long cần cù không mệt mỏi giáo huấn Giang Trần, khuôn mặt vẻ ngạo nghễ, hắn dù sao so với Giang Trần thực lực mạnh hơn trên một bậc, đây là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó lúc này mới có thể thoáng thỏa mãn một chút lòng tự ái của mình, nếu không, hắn phỏng chừng trở thành yếu nhất cái kia một cái, trái tim nhất định sẽ chịu đến rất lớn trọng thương, so với hắn ra tay một trận chiến cũng gian nan hơn vô cùng. Gặp Giang Trần gật đầu, Tôn Kiêu Long tiếp tục nói. Ngươi nhìn thực lực ta đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể sánh vai nửa bước thần hoàng, tầm thường nửa bước thần hoàng nghĩ muốn giết ta, cũng là không có khả năng. Thế nhưng ta từ đầu đều là không kiêu không vội, lấy tông môn làm nhiệm vụ của mình, yên lặng tu luyện, không oán không hối, sẽ có một ngày, ta trở thành Hóa Thạch Tông trưởng lão, có một ngày, ta sẽ để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, đến lúc đó, chính ngươi chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cái kia một ngày, hẳn là sẽ không quá lâu đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, phỏng chừng còn phải 10 vạn năm, đó là ít nhất, bất qua ngươi muôn ngàn lần không thể nản lòng, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương đoạt tạo hóa nắm sinh tử trường luân hồi, muốn trở thành đại sự, nhất định phải từ tâm làm lên, hôm nay nếu như không có chân nhân trợ giúp, sợ là ta nhất định phải lấy một trọi hai, chân nhân ở trước, ta tự không triển lộ chính mình điểm này hơi mỏng thực lực. Tôn Kiêu Long gương mặt vẻ ngạo nghễ, Giang Trần là hắn cao nhất bảng thính người, hơn nữa mình còn có thể thỉnh thoảng chứa cái so với, thật sự là rất thư thản, hơn nữa vào lúc này mặc dù là cuộc chiến sinh tử, cũng là dùng không lên hắn, trong này phất cờ hò reo vì là Hóa Thạch Tông chư vị, Tôn Kiêu Long am hiểu nhất chính là cái này. Giang Trần khóe miệng trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái này Tôn Kiêu Long nhất định chính là điên cuồng không được, nhưng xác thực không làm chim đầu đàn nhưng là thật, thế nhưng hắn điên cuồng cũng đang dọn dẹp trong phạm vi, dù sao ở chân chính nửa bước thần hoàng cảnh cường ra trước mặt, hắn từ đến đều không chứa, nhưng ở trước mặt mình, hắn luôn cảm thấy có thể vượt trên chính mình một đầu, hơn nữa một bộ trưởng giả tư thế đối với Giang Trần chỉ điểm sai lầm, liền Giang Trần đều cảm giác được hàng này thật sự là quá ghê tởm. Bất quá nhưng cũng không có đối với Tôn Kiêu Long sản sinh quá lớn phương án, cái tên này còn chơi rất vui đây, nhìn thấu không nói toạc, huống chi hiện tại hắn thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, xác thực không có tư cách ở nhân gian trước mặt hò hét, liền Đàm Đài Kinh Tàng đều đối với mình bất chấp, Tôn Kiêu Long nhất định càng thêm không tin. Xem ra chân nhân thực lực quả thật là không gì sánh kịp a, loại này thời điểm, lấy một địch ba, thật là để người đời bóp cổ tay thở dài a. Tôn Kiêu Long đối với Bá Giả Hòa Thượng một mực cung kính nói ra, trong thần sắc tràn đầy vẻ sùng bái, Bá Giả Hòa Thượng thực lực cường hãn nhất, không thể nghi ngờ, mặc dù là Đàm Đài Kinh Tàng cùng Ngô Chấn Thiên, cũng không thể là đối thủ của hắn, điểm này ai đều biết, có thể là đồng dạng là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, lấy một địch ba, cái kia cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước đối chiến to lớn con nhện, bọn họ tự đã biết Bá Giả Hòa Thượng cường hãn, lúc này mặc dù là đối đầu nửa bước thần hoàng cảnh người cũng không kém nhiều, có thể nào không để người khiếp sợ đây. Thực sự là thật lợi hại, chân nhân thực lực, tuyệt đối có thể so với thần hoàng cảnh cường giả a. Đúng đấy, mãnh liệt như vậy thủ đoạn, thật là để cho chúng ta hít khói a, mặc dù là chúng ta Ngô sư cùng Đam Đài sư thư, cũng không thể là chân nhân đối thủ. Đó là tự nhiên, chân nhân tâm địa thiện lương lấy lòng giả từ bi, chúng ta mới có hôm nay tháng ngày, nếu không thì, khi đối mặt to lớn con nhện, chúng ta tự nhất định đã chết, liền Ngô sư cùng Đam Đài sư thư đều chỉ có thể chùn bước, chúng ta chỉ thành công vì là bia đỡ đạn phân nhi. Có chân nhân ở, cái này Quan Đông môn nhất định không dám đối với chúng ta hạ tử thủ, hiện tại chân nhân hầu như vững như núi Thái, chúng ta đã là chiếm cứ một ít ưu thế. Những thần tôn kia cảnh trung kỳ Hóa Thạch Tông đệ tử, cũng đều là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, làm Hóa Thạch Tông đệ tử tinh anh, bọn họ hoàn toàn có thể thấy, thế cục bây giờ đối với bọn hắn mà nói, tương đối có lợi, một khi bọn họ thất bại, toàn bộ Hóa Thạch Tông đều sẽ hãm sâu trong khốn cảnh. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi làm sao lại không thể cùng nhân ra chân nhân một phần vạn đây, thực lực không bằng chân nhân, lại có thể khoác lác nói mạnh miệng, ngươi tuy rằng nắm giữ 5 loại thần hỏa hộ thể, thế nhưng cái kia dù sao không phải là ngươi thực lực chân chính, có câu cổ lời nói đến mức tốt, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, thực lực của chính mình không được, như vậy tự không khả năng có bất kỳ thành tựu, ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, ngươi phải hiểu được ta nói những câu nói này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a. Nếu như người khác, ta mới chẳng thèm cùng bọn họ nói sao, bất quá ta cùng ngươi thật là hợp ý, mới có thể phát ra từ phế phủ nói cho ngươi này chút, ngươi muốn biết mình định vị, ngươi phải hiểu được ngươi khoảng cách cường giả còn có bao nhiêu khoảng cách rất xa, những thứ này đều là ngươi nhất cần phải rõ ràng. Tôn Kiêu Long, để bên cạnh những Hóa Thạch Tông kia thần tôn cảnh đệ tử, gật đầu tán thành, đối với Tôn Kiêu Long cực kỳ tín phục, Tôn Kiêu Long làm vì là sư huynh của bọn họ, điểm ấy quyền uy vẫn phải có. Chúng ta Tôn sư huynh, đây chính là lời vàng ngọc a. Đúng đấy, có Tôn sư huynh trợ giúp, chúng ta đã thiếu đi rồi không ít đường vòng. Tôn sư huynh lòng nhiệt tình nhưng dù sao là bị người hiểu lầm, chúng ta đều thay hắn cảm thấy thất vọng a. Thế nhưng Tôn sư huynh từ đến đều là không sợ cường quyền, hơn nữa đối với chúng ta những thực lực này thấp kém đệ tử, vô cùng chăm sóc. Nghe Tôn Kiêu Long mang theo những sư huynh này để kẻ sướng người họa, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ, người này, cũng thật là một cái kỳ lạ, Tôn đại miệng danh tự này, thật sự là quá thích hợp Tôn Kiêu Long. Các ngươi nhìn, Đàm Đài sư thư chiếm cứ quan trên, cái kia quan đông môn người, đã sắp muốn không xong rồi. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đúng như dự đoán, Đàm Đài Kinh Tàng kình chống nhau quan đông môn cường giả, đã là giật gấu vá vai, từng bước lùi về sau, thậm chí là khó có thể cùng Đàm Đài Kinh Tàng lẫn nhau chống lại. Không hổ là Đàm Đài sư thư a, chính là lợi hại. Không ít người đều là Đàm Đài Kinh Tàng góp phần trợ uy, Đàm Đài Kinh Tàng chính là bọn họ trong lòng tuyệt đỉnh nữ thần, tuy rằng không thể cùng nữ thần sóng vai mà chiến, thế nhưng Đàm Đài Kinh Tàng chính là bọn họ Hóa Thạch Tông kiêu ngạo. Đàm Đài Kinh Tàng không phụ sự mong đợi của mọi người, cái thứ nhất đánh bại đối phương, thậm chí là đem cái kia nửa bước thần hoàng trọng thương, vào lúc này, Hóa Thạch Tông tinh thần, trong nháy mắt tăng mạnh. Ngoài trừ Đàm Đài Kinh Tàng bất ngờ, Hỏa Kỳ Lân cùng với Thanh Huyền trong tay đối thủ, cũng là hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, bị chèn ép vô cùng sự bi thảm. Hỏa Kỳ Lân càng là không có sử dụng 3 phân lực khí, đối phương cũng đã sắp ngã xuống. Bá Giả Hòa Thượng nhưng là đi bộ nhàn nhã, như chơi đùa, cũng đã đem 3 cái nửa bước thần hoàng đánh gục, bây giờ chỉ còn lại một cái Quan Mộc Nhiên vẫn là khổ sở chống đỡ, hắn cùng với Ngô Chấn Thiên trong đó chiến đấu, tương đối kịch liệt, hai cái người ai cũng lẫn nhau không tương nhượng, bất quá mắt nhìn người bên cạnh mình từng cái ngã xuống, Quan Mộc Nhiên sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi lên. Nguy người, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Ngô Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, thời khắc này, Quan Mộc Nhiên hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, 6 cái nửa bước thần hoàng, tất cả đều là bị trọng thương, không một may mắn thoát khỏi, tràng diện nháy mắt biến thành một mặt ngã xu thế. Quan Mộc Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới Ngô Chấn Thiên sau lưng này chút người, khủng bố như vậy, hơn nữa chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chuyện này chỉ có thể nói bọn họ vận khí thật sự là quá tốt, vốn nên là hạ bút thành văn, thế nhưng không nghĩ tới trên đường xảy ra sự cố, này chút người cùng Hóa Thạch Tông làm bạn, vậy thì để Quan Mộc Nhiên tương đối buồn bực, bây giờ hắn thế cuộc đã hoàn toàn bị nghịch chuyển, vốn nên là hắn trừng phạt Hóa Thạch Tông, nhưng ngược lại bị trừng phạt, loại này chênh lệch có thể nói là tương đương to lớn. Không ai có thể rõ ràng Quan Mộc Nhiên giờ khắc này tâm tình buồn bực, nhưng là sự thực như vậy, hắn vẫn là khinh thường Bá Giả Hòa Thượng bọn họ, nếu như chỉ có Hóa Thạch Tông này chút người, hắn tự nhiên tay đến bắt giữ. Khốn nạn, ta không cam lòng. Quan Mộc Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, xoay người trong đó, đúng lúc là Bá Giả Hòa Thượng một ấn đánh ra, đánh chết 3 cái nửa bước thần hoàng, đầu lâu bay ngang, trực tiếp là cắt rơi mà xuống, cút rơi vào Quan Mộc Nhiên trước người. Quan Mộc Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lên, 3 cái nửa bước thần hoàng, đã bị như vậy vô tình mạt sát, cái tên này, rốt cuộc cái gì lai lịch. Quan Mộc Nhiên một trường đánh ra, dương đao cưỡi ngựa, bước lùi Ngô Chấn Thiên, mà vào giờ phút này, hắn cũng đã là tâm thần đều mỏi mệt, hoàn toàn không đáng kể, tự mình một người, chung quy là cô mộc khó chống. Muốn đi, không có như vậy dễ dàng. Ngô Chấn Thiên cũng không tính phóng Tô Mộc Nhưng mà rời đi luôn, thế nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Mộc Nhưng mà không chỉ có không có rời đi, còn giết một cái hồi mã thương, đối với Ngô Chấn Thiên điên cuồng công kích. Kính xin thần sứ ra tay giúp đỡ. Quan Mộc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng, một tiếng hét nhỏ tiếng, làm người tâm thần chấn động. Thần sứ. Ngô Chấn Thiên vẻ mặt âm lãnh, sắc mặt cũng là cực kỳ lạnh lùng, này thần sứ thì là người nào đây? Đồ vô dụng. Một tiếng hét lớn vang lên, một người thanh niên cao thủ, người mặc áo bào đen, bước ra một bước, trực tiếp là đẩy lui Ngô Chấn Thiên, khí thế như hồng, uy phong lẫm lẫm. Trường bào uy vũ, thô bạo 10 phần, mắt sáng như đuốc, thần khí như gió. Đa tạ thần sứ ra tay. Quan Mộc Nhiên sáng mắt lên, cái này cái gọi là thần sứ vừa ra tay, lập tức để Quan Mộc Nhiên hoàn toàn biến sắc, khóe miệng cũng là tràn đầy tâm tình vui sướng. Thực lực của ngươi, thật sự là quá yếu, ta thực sự là quá thất vọng rồi. Thần sứ sắc mặt lạnh như băng nói ra. Thần sứ. Giang Trần hơi nhướng mày, cái tên này là cái gì lai lịch, để Quan Mộc Nhiên như vậy một mực cung kính. Không chỉ là Giang Trần, liền Ngô Chấn Thiên đều mê hoặc, cái này người đến tột cùng là người nào vậy? Là Phù Đồ Tháp thần sứ. Đàm Đài Kinh Tàng ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói ra, bởi vì hắn thấy được thanh niên kia trên tay như ẩn như hiện phù đồ tháp. Ngô Chấn Thiên trong lòng hồi hộp một tiếng, hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, cái tên này đúng là phù đồ tháp thần sứ sao? Cái kia chuyện ngày hôm nay tựu không có như thế dễ giải quyết. Xin hỏi ngài đúng là phù đồ tháp thần sứ sao? Ngô Chấn Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bất kể có phải là thật sự hay không, hắn cũng không thể xem thường, nếu không thì, quả thật là đắc tội phù đồ tháp thần sứ, như vậy không cần nói hắn, mặc dù là Hóa Thạch Tông, mặc dù là Côn Sơn quận Bạt Kiếm Tông, phòng trường đều là khó từ tội lỗi. Phù đồ tháp ở toàn bộ Trung Châu Thần Thổ mà nói, chính là một sự tồn tại như bị cấm, không cho phép người có bất kỳ lơ là. Chuyện này với các ngươi không có quan hệ, các ngươi có thể lăn, nếu không thì, giết không tha. Phù đồ tháp thần sứ, một mặt lãnh đạm nói ra, hoàn toàn không đem Ngô Chấn Thiên đám người để vào trong mắt, dù cho là Quan Mộc Nhiên cũng giống như vậy. Này! Ngô Chấn Thiên có chút bực bội, chính mình thiên tân vạn khổ tìm được thiên thạch vũ trụ, hơn nữa còn hợp với mấy chục đệ tử tinh anh, hiện tại tên khốn kiếp này trực tiếp để hắn cút. Mặc dù là phù đồ tháp người, Ngô Chấn Thiên cũng là có chút khó có thể tiếp thu, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Các ngươi có thể cút, ha ha ha, lẽ nào không nghe thấy sao? Thần sứ đại nhân muốn các ngươi cút, cút khỏi ở đây. Quan Mộc Nhiên cười lớn nói, cực điểm hung hăng, tuy rằng tổn thất ba cái nửa bước thần hoàng cảnh cao thủ, thế nhưng bây giờ Ngô Chấn Thiên nhưng căn bản không dám cùng chính mình khiếu bản, nghiễm nhiên một bộ bị sợ vỡ mật dáng dấp, mà Hóa Thạch Tông người, cũng không ai dám nói nhiều một câu. Quan Mộc Nhiên trong lòng tràn đầy ngạo nghễ, bất quá cứ như vậy thả bọn hắn thoát, trong lòng hắn nhiều có không làm, thế nhưng thần sứ đại nhân là sẽ không trở thành hắn tả hữu quân cờ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dù sao Hóa Thạch Tông người muốn so với hắn càng thêm thê thảm. Quan Mộc Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, có bản lĩnh hãy cùng ta quyết chiến đến chết. Ngô Chấn Thiên lửa giận trong lòng, không ngừng bốc lên, Quan Mộc Nhiên hiện tại hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt, có phù đồ tháp thần sứ đại nhân ở. Hắn hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ, vào lúc này Ngô Chấn Thiên tức giận đến nghiến răng. Ngô sư, mặc dù là phù đồ tháp thần sứ thì lại làm sao? Chúng ta Hóa Thạch Tông tuyệt đối sẽ không khuất phục, huống chi hắn chỉ là một nửa bước thần hoàng cảnh thực lực mà thôi, căn bản cũng không đủ để sợ hãi. Đàm Đài Kinh Tàng trầm giọng nói ra. Ngô Chấn Thiên trừng Đàm Đài Kinh Tàng một chút, thấp giọng nói ra. Ngươi căn bản không biết phù đồ tháp khủng bố cỡ nào, mặc dù chỉ là phù đồ tháp một cái thần sứ, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, chuyện này một khi bị phù đồ tháp biết, như vậy chúng ta Hóa Thạch Tông đều sẽ khó bảo toàn tánh mạng, cắt không thể ăn nói linh tinh. Gặp được Ngô Chấn Thiên khiếp sợ như vậy sợ hãi, liền Giang Trần cũng là trở nên ngưng trọng, cái này phù đồ tháp uy lực coi là thật có mạnh như thế ư? Một cái chính là thần sứ, hơn nữa chỉ có nửa bước thần hoàng cảnh, tựu đem Ngô Chấn Thiên bọn họ sợ đến như vậy sao? Xem ra này phù đồ tháp ở Trung Châu Thần Thổ, chính là đồ đằng giống như tồn tại, cũng thật là không ai dám trêu chọc a. Thế nhưng, đem mình nhọc nhằn khổ sở, đã trải qua ngàn khó vạn hiểm mới tìm được thiên thạch vũ trụ cứ như vậy chắp tay đưa người, Ngô Chấn Thiên thật sự cam tâm sao? Hắn không cam lòng, nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào đây? Cùng phù đồ tháp thần sứ làm đúng, không có kết quả tốt, hơn nữa hết sức có thể sẽ cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, vì đại cục nghĩ, Ngô Chấn Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tránh né mũi nhọn. Mặc dù là trong lòng có muôn vàn khổ, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Ai, thực sự là quá xui xẻo rồi, làm sao lại gặp phải phù đồ tháp thần sứ cơ chứ? Ta Hóa Thạch Tông sẽ không như thế xui xẻo, cái này Quan Đông Môn làm sao sẽ cùng phù đồ tháp dính líu quan hệ đây? Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động, phẫn nộ cùng không cam lòng, mỗi người bọn họ đều là như vậy, thế nhưng khiếp sợ phù đồ tháp uy thế, mặc dù là chỉ có một nửa bước thần hoàng cảnh thần sứ đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám manh động. Này phù đồ tháp, thật có như thế lợi hại sao? Tựa một người này, giết là được rồi, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Giang Trần nhìn Tôn Kiêu Long một chút, Tôn Kiêu Long trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, kém một chút đi che Giang Trần miệng, thấp giọng nói ra. Ô, có thể không dám nói thế với, vạn nhất bị phù đồ tháp người biết rồi, vậy chúng ta toàn bộ Hóa Thạch Tông đều là khó thoát khỏi cái chết, ngươi căn bản không biết Trung Châu Thần Thổ bên trên, phù đồ tháp ý vị như thế nào. Đó là cao cao không thể với tới tồn tại, đó là mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống mặt trời. Tôn Kiêu Long đối với phù đồ tháp đánh giá cao, cũng là lệnh Giang Trần có chút không nói gì, bọn họ không khỏi đem phù đồ tháp cũng quá thần hóa chứ. Mặc dù là phù đồ tháp đủ mạnh, nhưng là cho tới đem bọn họ dọa thành cái bộ dáng này sao? Bất quá có một chút Giang Trần hiện tại càng biết rõ, mình muốn đối phó phù đồ tháp, có thể sẽ nửa bước khó được, Mặc dù là như Hóa Thạch Tông như vậy đại tông, nghe thấy Phù Đồ Tháp đều là nghe đến đã biến sắc, căn bản cũng sẽ không có tông môn dám trêu chọc bọn hắn. Phù Đồ Tháp oai, nhất định chính là Trung Châu Thần Thổ một cái cấm kỵ. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn còn tự không tin cái này tà. Nếu như Phù Đồ Tháp thần sứ đại nhân, như vậy có thể có lệnh bài đây. Thần sứ sẽ không liền chứng minh thủ đoạn của chính mình, đều không có chứ. Giang Trần vừa sải bước ra, Hồng Thanh nói ra, thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Giang Trần trên người, Đàm Đài Kinh Tàng cũng không ngoại lệ, người này, còn thật là có chút cuồng vọng không còn một bên, trước ở trước mặt mình ngông cuồng cũng cho qua, bây giờ lại dám ở Phù Đồ Tháp thần sứ trước mặt, kiêu căng như thế, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không thể không nói, Đàm Đài Kinh Tàng thời khắc này có chút khâm phục Giang Trần, cái tên này điên cuồng đến rồi cực hạn, liền Phù Đồ Tháp người đều không để tại mắt bên trong, thế nhưng nói trắng ra là, nếu như hắn thật sự đắc tội rồi Phù Đồ Tháp thần sứ, như vậy khả năng cái mạng nhỏ của hắn cũng là muốn ly khai nhân thế. Ngươi, dám nghi vấn sự tồn tại của ta. Thần sứ ánh mắt phát lạnh, ép thẳng tới Giang Trần, khóe miệng mang theo khát máu sát cơ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn sự tồn tại của hắn, cái tên này nhất định chính là không muốn sống nữa. Phù Đồ Tháp, cao cao không thể với tới, mặc dù là bọn họ những sứ giả này, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám ngỗ nghịch, bây giờ bị người nghi vấn, loại này phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Thần sứ đại nhân bất giận, tiểu huynh đệ tuyệt đối không phải nghi ngờ thần sứ đại nhân, chẳng qua là trong lòng có chút hiếu kỳ thôi, mời thần sứ đại nhân tuyệt đối không nên trách tội. Ngô Chấn Thiên vội vàng nói, hắn căn bản không dám nghi ngờ thần sứ đại nhân thân phận, nếu không thì một khi thần sứ đại nhân nổi giận, như vậy rất có thể tựu sẽ liên lụy tất cả mọi người. Ngươi một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu xích lão, cũng dám cùng thần sứ đại nhân hò hét. Ta nhìn ngươi là chán sống, này chút người, nhất định chính là mắt không đại nhân. Quan Mộc Nhiên thêm mắm dặm mới nói, lúc này hắn tự nhiên muốn đốt trên một cây đuốc, tốt nhất thần sứ đại nhân có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế mới tốt. Đối với Quan Mộc Nhiên mà nói, mình mấy sư đệ cái chết, đều là rất lớn thù hận, chỉ có điều lúc này tất cả phải lấy thần sứ đại nhân làm chủ. Nói như vậy, ngươi cũng đang chất vấn thân phận của ta đi. Thần sứ nhìn về phía Ngô Chấn Thiên, Ngô Chấn Thiên biến sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau một bước, căn bản không nói nhiều một câu. Thần sứ đại nhân bất giận, ta tuyệt đối không phải là ý này. Mong rằng thần sứ đại nhân minh giám, không muốn nghe tin sàm ngôn a. Ngô Chấn Thiên chắp tay bộ dạng phục tùng, một mặt bất đắc dĩ nói. Thần sứ trở tay nhất chuyển, trong tay nắm chặt một viên màu đen sắc lệnh, lạnh lùng nói. Trợn mở mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta rốt cuộc là có phải hay không chân chính Phù Đồ Tháp thần sứ. Thần sứ lạnh rên một tiếng nói ra, khiến cho Hóa Thạch Tông tất cả mọi người là tâm thần chấn động, thành cũng Giang Trần, bại cũng Giang Trần. Bọn họ thiếu chút nữa thì chết ở Giang Trần trong tay, nếu như không phải Ngô trưởng lão ứng biến đúng lúc, rất có thể Giang Trần nói như vậy, tự sẽ liên lụy sự sống chết của bọn họ mệnh là Giang Trần cứu được, nhưng là thời khắc này nhưng suýt nữa gặp đại nạn này. Mong rằng thần sứ đại nhân bớt giận a, chúng ta giác ngộ mạo phạm ý của ngài. Ngô Chấn Thiên cảm thán nói ra, mặt lộ vẻ khó xử. Ta có thể tha các ngươi không chết, thế nhưng tên kia, phải chết, không có người, có thể khiêu khích Phù Đồ Tháp tôn nghiêm. Bất luận người nào đều không ngoại lệ. Thần sứ nhìn thẳng Giang Trần, tức giận nói ra, hắn không để ý Ngô Chấn Thiên đám người, có thể là có người dám nghi vấn thân phận của hắn, như vậy cái này tự phải chết. Muốn giết ta, ha ha ha, thực sự là ý nghĩ viển vông, Phù Đồ Tháp sao? Ta Giang Trần vẫn đúng là không có để vào trong mắt. Giang Trần cười lạnh nói, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người là một mặt rung động nhìn hắn, hắn lại dám cùng Phù Đồ Tháp thần sứ hò hét, này cũng thật là đáng sợ chứ. Tôn Kiêu Long một mặt kinh ngạc nhìn Giang Trần, cái tên này tuyệt đối là điên rồi, nếu không thì, hắn làm sao dám cùng Phù Đồ Tháp thần sứ hò hét đây. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chính là cái thần tôn cảnh hậu kỳ người tu luyện bình thường mà thôi, lúc này Tôn Kiêu Long biết, Giang Trần nhất định chết chắc rồi, không ai có thể cứu được hắn, thời điểm như thế này, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, trời làm bậy còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Được, thật sự là quá tốt, có người liền thần sứ đại nhân đều không để tại mắt bên trong, loại này người tự đem ngũ mã phanh thây, luyện hóa linh hồn của hắn, để hắn suốt đời không được siêu sinh. Quan Mộc Nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, vào lúc này càng là không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu không thì hắn sư đệ đại thù, lúc nào có thể báo. Bỏ đá xuống giếng đối với Quan Mộc Nhiên mà nói, thật sự là quá đơn giản, căn bản là không có người so với hắn càng thích hợp hơn làm cái này. Khá lắm, thậm chí ngay cả phù đồ tháp đều không để tại mắt bên trong, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất. Vì lẽ đó, ta nhất định phải thật tốt đùa với ngươi chơi. Thần sứ cười lạnh nói, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến, trực tiếp đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngô Chấn Thiên đột nhiên vỗ đùi, Giang Trần a Giang Trần, ngươi thật sự là quá xung động, vào lúc này rất có thể sẽ liên lụy những người khác, ngay cả ta Hóa Thạch Tông cũng không ngoại lệ, ngươi biết ngươi đắc tội người là ai chăng? Mặc dù là ngươi có mấy cái thực lực cường hãn bằng hữu, nhưng là bọn hắn có thể bảo vệ ngươi một đời sao? Hắn ngông cuồng thành tính, để người căn bản khó có thể tưởng tượng, lúc này, tình cảnh của bọn họ lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ, trực tiếp là để cho tất cả mọi người lâm vào tình thế nguy cấp. Đàm Đài Kinh Tàng ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía Giang Trần, lúc này ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào, ngươi đắc tội người, nhưng là phù đồ tháp thần sứ đại nhân, ngươi cho rằng dăm ba câu là có thể bãi bình được không? Xem ra, ngươi là biết rõ núi có hồ biến tướng hồ núi được đó. Đàm Đài Kinh Tàng khóe miệng nụ cười ý tứ sâu xa, thậm chí là mang theo vẻ đăm chiêu, Giang Trần mặc dù là chết rồi, cũng là hắn gieo gió gặt bão, bất quá nàng đương nhiên không nghĩ thấy cảnh này xảy ra, chỉ là muốn thấy được Giang Trần bị mình ngông cuồng mà gặp phải sở hữu làm mất mặt mà thôi. Chân nhân, ngươi đúng là nói một chút coi, bây giờ nên làm gì à? Ngô Chấn Thiên hoàn toàn là mất hết hồn vía, hiện tại thần sứ đã nổi giận, giận chó đánh mèo người chính là Giang Trần, hắn mặc dù là nghĩ muốn bảo vệ Giang Trần, cũng là có lòng không đủ lực a, chỉ có thể cầu trợ ở Bá Giả Hòa Thượng, mà Bá Giả Hòa Thượng đám người, nhưng là chẳng quan tâm, tựa hồ Giang Trần làm bất cứ chuyện gì bọn họ đều là giơ hai tay tán thành, dù cho là sai, bọn họ cũng sẽ ủng hộ. Chuyện này lại không phải là cái gì đại sự, có cái gì có thể ngạc nhiên đây? Bá Giả Hòa Thượng nhún vai nói ra, hoàn toàn không sợ cái kia cái gọi là phù đồ tháp thần sứ, hắn chỉ có một người, có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió đây. Quá mức giết chính là, Bá Giả Hòa Thượng cũng không biết cái gì phù đồ tháp, mặc dù là biết rồi, có Giang Trần ở, còn có gì đáng sợ chứ? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn cùng Tiểu Trần Tử không phải là cái kia loại kinh sợ bao, mặc dù là Tây Cực Thần Châu đều không ai có thể bắt bọn hắn lại, huống chi hiện tại này Man Hoang Thần Châu bên trong, hoang tàn vắng vẻ, mặc dù là phù đồ tháp thần sứ, lại có gì phải lo lắng đây? Này! Ngô Chấn Thiên giờ khóc giờ cười, nghe Bá Giả Hòa Thượng, đây hoàn toàn là không quản a, các ngươi đắc tội rồi phù đồ tháp, cũng sẽ không có cuộc sống tốt, hiện tại phù đồ tháp thần sứ đã nổi giận, kết cục rất có thể đã là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngô Chấn Thiên cắn răng cười khổ, nhưng là hắn nhưng khổ không biện pháp, đắc tội phù đồ tháp thần sứ, kết quả căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được, Giang Trần bọn họ hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Nhưng là bọn họ sau lưng có toàn bộ Hóa Thạch Tông, không thể không đắn đo suy nghĩ. Vì thiên thạch vũ trụ, mà dựng lên toàn bộ tông môn, đó thật là quá không đáng giá. Ngông cuồng cực điểm, dám không nhìn phù đồ tháp, hôm nay ta liền bắt ngươi khai đao, dùng cái này tế thiên, vì ta phù đồ tháp chính danh. Hóa Thạch Tông, các ngươi một số ngăn cản, một quy tắc coi là đắc tội phù đồ tháp, giết không tha. Thần sứ tức giận nói ra, ánh mắt khóa chặt Giang Trần, người này chính là không biết trời cao đất rộng. Giết hắn đi vừa vặn lập uy. Một cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, có thể có bản lĩnh gì? Ngô Chấn Thiên rơi vào lưỡng nan nơi, nhưng là để cho bọn họ đối mặt Giang Trần cái chết, thờ ơ không động lòng, thực tại là quá không có nhân đạo, dù sao trước Giang Trần nhưng là đã cứu bọn họ. Các ngươi cũng không cần tham dự vào, nếu không thì Hóa Thạch Tông đắc tội rồi phù đồ tháp, chỉ sợ cũng sẽ ở Trung Châu Thần Thổ nửa bước khó được, cái này tội lỗi, ta cõng không nổi. Giang Trần cười nói, lời này ngược lại không phải là trào phúng, mà là chính mình không ràng buộc, mà bọn họ nhưng sợ đầu sợ đuôi, có Hóa Thạch Tông làm hậu thuẫn, nhưng là đồng thời cũng là bọn họ phiền toái, trông trước trông sau, hoàn toàn không dám buông tay một trận chiến, nếu như chính mình vào lúc này liên lụy đến bọn họ, ắt sẽ để cho bọn họ tương đối rời vò. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngô Chấn Thiên trong lòng bi thương, Giang Trần thuần túy chính là tìm cho mình sự tình. Cố gắng một tên, chính là rất có thể giả vờ cun, hà tất với bọn hắn tích cực đây, thực sự là thật đáng buồn. Tiểu huynh đệ, ngươi đây cũng tính là chết vì giả vờ cun đi. Tôn Kiêu Long đối với Giang Trần khá là tiếc hận, chính mình tốt như vậy giả vờ cun người nghe, liền muốn kết liễu tánh mạng của mình, hắn có thể nào không vì đó bóp cổ tay thở dài đây. Ta muốn thiên thạch vũ trụ, mà bọn họ chặn ở trước mặt ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể giết, nói như vậy, sẽ không có người cướp giật đồ vật của ta. Giang Trần từ tốn nói, thực lực rác rưởi, dã tâm cũng không nhỏ, ngươi cho rằng này thiên thạch vũ trụ, là ngươi có thể chấm mút sao? Hừ hừ. Thần sứ cười lạnh nói, đã từng bước một hướng đi Giang Trần, sát cơ phân tán. Ta chỉ biết là, các ngươi không có tư cách chia sẻ. Giang Trần bình tĩnh nói, hoàn toàn không sợ phù đồ tháp thần sứ. Tự cho là gia hỏa, ngươi căn bản không tư cách này. Quan Mộc Nhiên khinh thường nói, thực lực như vậy rác rưởi, ta một trường đều có thể bổ hắn, không cần thần sứ đại nhân động thủ đây. Rác rưởi, ha ha, ta nhìn tên vô dụng là các ngươi, ai dám động Giang Trần mảy may, ta nhất định lấy các ngươi mạng chó. Bá giả hòa thượng xung phong ở trước, hoàn toàn chặn lại rồi thần sứ đường đi, hai cái người bốn mắt tương đối, bá giả hòa thượng đối với cái này cái gọi là thần sứ, cũng là không một chút nào cảm mạo. Ngươi cũng muốn cùng ta làm nhiều sao, ngươi có tư cách này sao? Thần sứ lạnh lùng nhìn bá giả hòa thượng. Ồn ào ra hỏa, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Bá giả hòa thượng hoàn toàn mặc kệ cái kia thần sứ nói tới nói như vậy, trực tiếp là điên cuồng công kích, hoàn toàn không đem thần sứ để vào trong mắt, hắn xung phong tư thế, cực kỳ hung hãn, trước càng là chém liên tục ba hơn nửa bước thần hoàng, đã là khí thế như hồng, bây giờ mặc dù là cái này phù đồ tháp thần sứ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của bá giả hòa thượng, nếu như không phải là bởi vì phù đồ tháp thân phận, hắn đã sớm ra tay nhận lấy người này. Trước Giang Trần cũng không nói lời nào, vì lẽ đó bá giả hòa thượng cũng không có manh động, hiện tại Giang Trần lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục nuông chiều cái này cái gọi là chó má thần sứ, ở trước mặt hắn, này chó má thần sứ, liền rác rưởi cũng không bằng. Các ngươi đều phải chết, dám đắc tội ta phù đồ tháp, giết không tha. Thần sứ cùng bá giả hòa thượng nháy mắt giao thủ, thế nhưng bá giả hòa thượng thật sự là quá mạnh mẽ, hắn thế xông, không ai có thể chống đỡ được, không ra 10 chiêu, thần sứ chính là ở bá giả hòa thượng trong tay trở nên cực kỳ bị động, làm nửa bước thần hoàng cảnh cường giả trong người tài ba, bá giả hòa thượng không sợ bất luận người nào. Tên đáng chết, các ngươi còn tại đằng kia lo lắng làm gì? Còn không ra tay. Thần sứ phẫn nộ quát một tiếng, nhìn Quan Mộc Nhiên đám người một chút, Quan Mộc Nhiên bốn người chấn động trong lòng, mau mau ra tay đi giúp thần sứ, thế nhưng cùng lúc đó Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không cam chịu yếu thế, hai người bọn họ hoàn toàn chặn lại rồi Quan Mộc Nhiên, lại lần nữa chiến làm một đoàn. Ngô Chấn Thiên trong lòng xấu hổ, vô cùng thở dài, lúc này ngược lại là hắn lâm vào sâu sắc tự trách bên trong. Đi chết đi cho ta. Bá giả hòa thượng bàn tay Phật ấn, thô bạo ngang dọc, đem cái kia thần sứ đánh không còn sức đánh trả chút nào, cơ hồ là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh cho trọng thương. Hỏa Kỳ Lân cũng là đánh lui Quan Mộc Nhiên, Thanh Huyền chém liên tục ba cái tàn binh bại tướng, Quan Mộc Nhiên cũng thuận theo rơi vào bị động, chiêu chiêu bị Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân áp chế, hầu như khó có trở mình lực lượng. Một đám rác rưởi. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ở trong mắt Đàm Đài Kinh Tàng, Giang Trần thật sự là có thể giả vờ ngầu, cái tên này từ đầu tới cuối đều không có ra tay, chỉ là một cái thần tôn cảnh hậu kỳ, như vậy có thể gây sự, còn lớn lối như thế, một mực bá giả hòa thượng bọn họ còn nguyện ý cho Giang Trần chùi đít, tên khốn này sớm muộn sẽ đem mình người, toàn bộ gài bẫy. Vừa lúc đó, bá giả hòa thượng liên tiếp xung kích mà lên, trực tiếp là làm cho cái kia một đời không ai bị nổi thần sứ điên cuồng lui về phía sau, nhưng là bá giả hòa thượng Phật vận thật sự là quá kinh khủng, hắn không thể tránh khỏi, ở Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, miễn cưỡng mạt sát thần sứ. Thần sứ thân thể bị hủy, linh hồn nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là bị đã sớm chuẩn bị xong Giang Trần tóm gọn, trực tiếp là nắm chặt đại vũ kết hồn đăng bên trong. Giang Trần nhặt lên trên đất phù đồ lệnh, này phù đồ lệnh, xem ra đúng là đồ tốt, ngày sau nói không chắc có thể đủ được. Ngươi đúng là nhặt lấy một cái đại tiện nghi. Đàm Đài Kinh Tàng khẽ mỉm cười, bách mì bộc phát, thế nhưng vẫn là mang theo lạnh lùng xem thường, Giang Trần không có bản lĩnh, tất cả đều muốn dựa vào người khác, chính mình gây họa, chỉ có thể trốn ở sau lưng, hiện tại mới ra ngoài giả vờ cun, thật sự là để Đàm Đài Kinh Tàng cực kỳ không phục, người này, lòng hư vinh thật sự là quá mạnh mẽ. Chết rồi, thật đã chết rồi. Ngô Chấn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phù đồ tháp thần sứ, thật đã chết rồi, Giang Trần mấy người này, nhất định chính là kẻ liều mạng a. Thật là đáng sợ, liền phù đồ tháp thần sứ, đều không để tại mắt bên trong. Quan Mộc Nhiên càng là tiếng kêu rên liên hồi, liền hắn sau cùng dựa dẫm phù đồ tháp thần sứ đều đã chết, hắn càng là hoàn toàn không có sức tái chiến, miễn cưỡng bị Hỏa Kỳ Lân thần hỏa quay nướng mà chết, liền linh hồn đều bị cháy rụi. Toàn bộ trên triền núi, lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại, Giang Trần đám người thủ đoạn, đơn giản là quá mức bá đạo. Hô, tất cả đều chết hết, lần này chúng ta có thể yên tâm thu lấy thiên thạch vũ trụ. Tôn Kiêu Long trong nháy mắt sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn, Giang Trần đám người tuy rằng giết phù đồ tháp thần sứ, nhưng là bọn hắn nhất định phải mau chóng đi giải quyết thiên ngoại lạc vẫn sự tình, bằng không chậm sợ sinh biến. Hiện đang nhớ tới thiên thạch vũ trụ, trước tại sao không nói chống lại một chút phù đồ tháp thần sứ đây? Nếu như không có chúng ta, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này, muốn đi thu lấy thiên thạch vũ trụ. Còn biết xấu hổ hay không? Bá Giả Hòa Thượng trực tiếp phẫn nộ hận Tôn Kiêu Long, Tôn Kiêu Long á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái xanh, nhưng là miễn cưỡng không nói ra được một câu phản bác, bởi vì thời khắc này, liền Ngô Chấn Thiên đều là cảm thấy một trận xấu hổ khó làm, nét mặt già nua đỏ bừng, bây giờ còn làm sao theo người ta há mồm đi thu lấy thiên thạch vũ trụ. Đơn giản là quá không biết xấu hổ. Đàm Đài Kinh Tàng đứng ở đó, không chút biến sắc, nàng biết bọn họ không có tư cách lại đi tranh cướp thiên thạch vũ trụ. Người đều là ích kỷ, mặc dù là Ngô Chấn Thiên, Tôn Kiêu Long, Đàm Đài Kinh Tàng, bất luận người nào đều không ngoại lệ, thế nhưng lúc này Đàm Đài Kinh Tàng biết chính mình không có trợ giúp Giang Trần, cũng là không có tư cách lại chia sẻ này chút thiên thạch vũ trụ, tuy rằng này thiên thạch vũ trụ là bọn hắn tìm được. Thế nhưng có một cái đạo lý, nhưng là sự thật không thể chối cãi, đó chính là nếu như bọn họ tùy ý phù đồ tháp người động thủ, như vậy bọn họ tự căn bản không khả năng có được thiên thạch vũ trụ, cho nên bây giờ, nàng không nói một lời, thứ không thuộc về mình, Đàm Đài Kinh Tàng sẽ không đi tranh cướp. Đây là đối với Bá Giả Hòa Thượng đám người tôn trọng, cũng là đối với tín phục của bọn họ. Ngô Chấn Thiên trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng, trước ở bọn họ đối phó phù đồ tháp thần sứ đại nhân, bọn họ hận không thể cùng Giang Trần phân rõ giới hạn, hiện tại vô luận như thế nào cũng không nhấc nổi đầu lên muốn này thiên thạch vũ trụ. Ta không phải nghĩ mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu sao. Dù sao chúng ta nhưng là trải qua sinh tử quá mệnh chỉ giáo, ha ha ha. Tôn Kiêu Long mặt nở nụ cười, mười phần không biết xấu hổ nói ra. Hừ hừ hừ, câu nói này ngươi cũng nói ra được khẩu. Ha ha ha, thực sự là cười chết bản Phật gia, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, có thể các ngươi làm xong rồi sao? Có nạn không nghĩ làm, có phúc ngược lại muốn cùng hưởng, thực sự là thật lớn trào phúng a, trước cứu các ngươi, là Giang Trần lòng dạ từ bi, ta cũng không tính ra tay, thế nhưng Giang Trần lại nói để ta ra tay, mới giúp các ngươi thoát ly hiểm cảnh, các ngươi không những không cảm tạ Giang Trần, ngược lại là đối với Giang Trần lãnh ngữ đối mặt, thực lực yếu liền không thể được tôn trọng sao? Cường giả tự nhất định phải đạp ở người yếu đầu trên ỉa phân sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Lần này các ngươi còn muốn nói điều gì? Còn có mặt mũi muốn thiên thạch vũ trụ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, chúng ta nhân từ, nhưng chúng ta không ngốc. Bá Giả Hòa Thượng chứ nào cũng là châu ngọc, nói Ngô Chấn Thiên á khẩu không trả lời được, vào lúc này hắn đích xác là không có gì có thể nói, nhân chuyện lúc trước bọn họ hiển nhiên đã mất đi Bá Giả Hòa Thượng tín nhiệm. Vào lúc này bọn họ tự nhiên là không có khả năng lại theo Bá Giả Hòa Thượng đám người động thủ. Đàm Đài Kinh Tàng cũng khá là kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, không nghĩ tới là cái này quản việc không đâu, cứu bọn họ một mạng, xem ra quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quên đi, chuyện này cũng không oán được bọn họ, là ta đưa ra để cho bọn họ không phải cùng chúng ta làm bạn, không oán được người khác, ta cũng không muốn liên lụy bọn họ. Dù sao phù đồ tháp ở Trung Châu Thần Thổ thế lực thật sự là quá to lớn, bọn họ liên lụy vào. Nói trắng ra là ta cũng không nghĩ bởi vì chuyện này mà lòng sinh khoảng cách, nói lớn chuyện ra, rất có thể sẽ trở thành một tông bị tiêu diệt. Giang Trần trầm tư chốc lát nói ra. Giang Trần tiểu hữu, ngươi có thể như thế nghĩ, ta thật sự là quá cảm động, chuyện này ta người nào đó thật sự là thấy thẹn đối với các ngươi à. Tha thứ cho ta ích kỷ, ta còn có nhiều như vậy tông môn đệ tử phải bảo vệ. Ngô Chấn Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, Giang Trần khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng hắn đích xác thật không có oán ý của bọn họ. Thiên thạch vũ trụ, ngươi có thể chiếm 3/10, còn dư lại thuộc về ta. Nói xong, Giang Trần chính là hướng về xa xa lưng núi dưới thiên thạch vũ trụ đi đến. Ngô Chấn Thiên đám người nghe tiếng đại hỉ, sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, đặc biệt là Ngô Chấn Thiên, đối với Giang Trần tràn đầy vẻ khâm phục, tuy rằng thực lực như vậy, thế nhưng chuyện hắn làm là để người không thể không lòng sinh kính nể. Xem ra, ngươi vẫn tính là cái nam tử hán đại trượng phu. Đàm Đài Kinh Tàng từ tốn nói, bất quá ngay vào lúc này, chân trời cuốn lên một đạo đen kịt như mực gió bão, thẳng đến Tiểu Cô Sơn lưng núi mà đến. Giang Trần đã là hết tình hết nghĩa, dù sao hắn cảm thấy này chút thiên thạch vũ trụ là Hóa Thạch Tông tìm được, hơn nữa chính mình mặc dù là chiếm được, cũng bất hảo độc chiếm, nếu không thì, ngược lại có chút thái quá tham lam, Giang Trần luôn luôn đều không phải là cái kia loại vì tư lợi người. Huống chi Hóa Thạch Tông người cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, chính mình lần này bỗng dưng chiếm được thiên thạch vũ trụ, đã là đại tạo hóa, Giang Trần cũng không biết đem con đường của người khác cũng cho đóng kín. Ngô Chấn Thiên đối với Giang Trần cũng là thiên ân vạn tạ, không có người so với hắn cũng biết cái kia thiên thạch vũ trụ quá giá đến mức nào, đặc biệt là đối với bọn hắn cái này luyện khí đại tông hóa thạch tông mà nói, đây chính là một bút tương đối lớn của cải, tuy rằng 2-3 phần 10 cũng không là chân chính sở hữu, nhưng cũng đã không ít. Giang Trần chém giết Phù Đồ Tháp thần sứ đại nhân, nguyên bản cái kia chút thiên thạch vũ trụ nên là bọn hắn, Ngô Chấn Thiên có thể có được một ít, đã là phi thường vui vẻ. Thời khắc này, Ngô Chấn Thiên mới mơ hồ cảm giác được, bọn họ này một được ba người một thú người tâm phúc, tựa hồ cũng không phải là bá giả hòa thượng, mà là thực lực này nhìn như yếu nhất Giang Trần, điểm này liền hắn cũng có chút khá là kinh ngạc, chẳng lẽ không là thực lực vi tôn sao? Cái này thần tôn cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe hắn hiệu lệnh, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô sư, các ngươi nhìn, cái kia một đạo kinh khủng màu đen gió lốc. Tôn Kiêu Long ánh mắt phát lạnh, chú ý tới kinh khủng kia màu đen gió lốc, vào lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở nơi đó, bất qua màu đen kia gió lốc nhưng là cũng không hề rời đi, cũng không có bao trùm tới, mà là ngay ở trên triền núi, không ngừng cuốn buộc vào, đầy dẫy quỷ dị sắc thái. Đích thật là một đạo màu đen gió lốc, chẳng lẽ là có người cố ý hành động sao? Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, màu đen kia gió lốc liền hắn cũng không thấy rõ sâu cạn, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Là phúc thì không phải là hỏa thì tránh không khỏi. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia đạo màu đen gió lốc bên trên, hắn cũng cảm thấy một tia quỷ dị mùi vị, màu đen kia gió lốc, phảng phất là bởi vì khống chế, cũng không phải là tự nhiên gió. Ta đi nhìn, đến cùng là đúng hay không có người cố làm ra vẻ bí ẩn. Hỏa Kỳ Lân xung phong nhận việc, chân đạp hỏa diễm tường vân mà đi, bay lên trời, trực tiếp là bay về phía đoàn kia quỷ dị màu đen gió lốc. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Kỳ Lân ầm ầm mà lên sông về màu đen kia trong gió lốc, hỏa diễm như đuốc, đốt cháy hư không, màu đen kia gió lốc bị vọt một cái mà tán, vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân mới thỏa mãn mà về, cười nói. Có lẽ là chúng ta sốt sắng thái quá mà thôi, chỉ là một đoàn gió mà thôi, cũng không cái khác. Hỏa Kỳ Lân nói xong, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Trần sông lên trước, xông về lưng núi bên dưới, thẳng đến thiên thạch vũ trụ mà đi, vào lúc này, Giang Trần khóe miệng phát họa ra một vệt càng ngày càng nụ cười hưng phấn, chỉ muốn chiếm được này chút thiên thạch vũ trụ, như vậy hắn tự có cơ hội luyện chế lần nữa cái kia 108 chuôi nguyên thần khí, chỉ cần luyện chế thành công, khẳng định như vậy sẽ có biến hóa cực lớn, đến thời điểm chân chính thay đổi, chính là Tu La Kiếm Trận. Kiếm trận một khi khuếch tán mà mở, như vậy thì là hủy thiên diệt địa tồn tại. Giang Trần một khi đem cái kia 108 chuôi nguyên thần khí lại tế luyện hoàn thành, như vậy thì có lòng tin khiêu chiến thần hoàng cảnh cường giả, hoàn toàn không kém. Nghĩ ở Giang Trần nghĩ muốn đột phá thần hoàng cảnh, thật sự là quá khó khăn, thậm chí không biết năm nào tháng nào, thế nhưng một khi này Tu La Kiếm Trận lại lần nữa biến trận, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ càng thêm hung mãnh, lại thêm thiên lôi dung hợp thủ đoạn, Giang Trần ít nhất có thể đủ ở thần hoàng cảnh bên trong, đứng ở thế bất bại, mặc dù là cao thủ mạnh hơn, cũng có thể thử một phen. Bất quá Giang Trần quan tâm nhất, chính là cái kia bôn lôi đồ trong thiên lôi, chính mình muốn nghĩ thực lực đột phá, đạo thiên lôi này có tác dụng cực kỳ trọng yếu, rất có thể sẽ để Giang Trần nhất phi trùng thiên, dung hợp đạo thứ tư thiên lôi, Giang Trần tự có mấy tháng lực chiến càng nhân vật cường hãn, chỉ bất quá bây giờ mà nói, nhưng là tương đương chật vật. Kế trước mắt, chính là mau nhanh đưa cái này thiên thạch vũ trụ chiếm được lại nói. Giang Trần sáng mắt lên, này thiên thạch vũ trụ là có một trường chu vi, hiện đầy đủ mọi màu sắc thiên thạch bột phấn, thế nhưng nhất là để người chúc mục đích đúng là cái kia tầng tầng màu xám bột phấn, cái kia màu xám bột phấn tựa hồ là một loại cực kỳ khủng bố kim loại chất liệu, tuy rằng bị đốt cháy hầu như không còn, thế nhưng là khá là khủng bố, rất có thể là này thiên thạch vũ trụ va chạm thần giới không gian mà đưa đến thiên thạch vũ trụ trở nên vặn vẹo. Oa tắc, thật lớn thiên thạch vũ trụ a. Tôn Kiêu Long kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí như là nhìn bảo tàng khổng lồ, vuốt ve một khối này to lớn thiên thạch vũ trụ, con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài, mặc dù là 3 phần 10, đó cũng là rất lớn một khối thần thạch, luyện chế được thần binh bảo khí, cũng tuyệt đối không chỉ một cái. Đúng đấy, nhiều như vậy thiên thạch vũ trụ, không biết có thể chế tạo bao nhiêu thần binh bảo khí a, thực sự là tạo hóa a, đại tạo hóa a. Đúng đấy, đây nếu là toàn bộ về ta Hóa Thạch Tông sở hữu, thật là tốt biết bao a. Này vốn là ta Hóa Thạch Tông tìm được, bản nên là ta Hóa Thạch Tông chiếm đại đầu a. Ai? Có mấy cái Hóa Thạch Tông đệ tử lẩm bẩm nói ra, sắc mặt đều là tức giận bất bình vẻ, lại bị Ngô Chấn Thiên mắng. Đừng vội nói hưu nói vượn, Giang Trần tiểu hữu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể không hề đức hạnh, chúng ta Hóa Thạch Tông tuyệt đối không làm loại kia mất sạch thiên lương hạng người. Ngô Chấn Thiên, để mấy người sắc mặt tái xanh, đều là không dám nhiều lời, càng không dám lại ăn nói linh tinh. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, tất cả những thứ này hắn đã sớm liệu đến, Bất quá lòng tham không đáy sự tình, cũng là sự thật, không ai có thể rõ ràng, Giang Trần bỏ ra bao nhiêu, nếu như không có Giang Trần, bọn họ đã chết, nếu như không có Giang Trần, bọn họ dù cho là mảy may thiên thạch vũ trụ cũng không chiếm được. Thế nhưng luôn có người cảm thấy đây là không công bình, cảm thấy cho bọn họ mất đi xa xa không phải như vậy, cũng còn tốt Ngô Chấn Thiên không có để Giang Trần thất vọng, nếu không thì, hắn không ngại đem tất cả mọi người đều xóa bỏ, bởi vì này thiên thạch vũ trụ hắn nhất định muốn chiếm được, lấy ra 3/10 đã là đối với Hóa Thạch Tông đối với bọn họ lớn nhất nhân từ. Dựa theo Bá Giả Hòa Thượng chờ tính cách của người, một chút xíu cũng sẽ không cho bọn hắn, bọn họ nhận Giang Trần ân đức, nhưng không niệm này chút, chỉ vì mình bản thân tư lợi, đây mới là kẻ đáng sợ nhất tâm. Đàm Đài Kinh Tàng yên lặng nhìn tất cả những thứ này, Giang Trần dành cho bọn họ, là bọn hắn khổ cực phí, mặc dù là không cho, cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng thuyết minh trong lòng hắn còn có một tia đạo nghĩa, đây chính là bất luận người nào đều sẽ không hiểu. Đàm Đài yên lặng năm không nghĩ tới chính mình như vậy chế nhạo hắn, như vậy xem thường hắn, nhưng hắn vẫn là làm ra để người chuyện không nghĩ tới, đây mới thật sự là đại nghĩa, đây mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Tuy rằng hắn là trong đám người này thủ lĩnh, thế nhưng Đàm Đài Kinh Tàng vẫn cảm thấy không phục, Giang Trần có tài cán gì, có thể để Hỏa Kỳ Lân loại này tuyệt thế thần thú cùng với Bá Giả Hòa Thượng cường giả như thế đối với hắn cúi đầu xương thần đây. Mặc dù cũng không là cái kia loại nô bộc quan hệ giữa, thế nhưng hiển nhiên tất cả mọi người lấy hắn làm trung tâm, mà lên mỗi một lần hắn đều là giỏi nhất giả vờ cun, vậy thì tương đương để người khó hiểu. Đàm Đài Kinh Tàng không thể nói được chán ghét Giang Trần, chỉ là có chút cảm thấy khó chịu mà thôi, nếu như thực lực của hắn có thể gánh chịu hắn thời khắc này vinh quang, liền còn chưa tính, nhưng là hắn một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì thủ lĩnh quần hùng đây. Thế nhưng nói cho cùng, Bá Giả Hòa Thượng chém giết Phù Đồ Tháp thần sứ đại nhân, đây chính là Giang Trần khí phách, từ đầu tới cuối hắn liền đầu lông mày đều không có nhíu một chút, phảng phất cái tên đó chết, cùng hắn một chút quan hệ đều không có một dạng, liền quan đông môn người, cũng đều bị hắn giết chết, mấy người này thực lực hay là tương đương kinh khủng, phải biết cái kia 7 cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả hầu như tương đương với quan đông môn gần một nửa cao tầng chiến lực, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Ngươi có khả năng đem thiên thạch vũ trụ phân ra sao? Đàm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Giang Trần hỏi. Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Giang Trần từ tốn nói, bị Giang Trần bất chấp, Đàm Đài Kinh Tàng trong lòng càng là phẫn nộ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn sự tồn tại của ta, ngươi người này thật sự là quá mức ghét. Nếu không, trước hết đem khối này thiên thạch vũ trụ mang về chúng ta Hóa Thạch Tông đi, đến lúc đó phân ra cũng không muộn a. Tôn Kiêu Long cười nói. Trước tiên mang về các ngươi Hóa Thạch Tông. Ha ha, đừng trách ta không tin tưởng các ngươi, mặc dù là các ngươi để ta đi ra, ta đều chưa chắc có thể ra đến thời điểm này thiên thạch vũ trụ, còn có thể tới tay ta sao? Ta nói lời này, Ngô sư ngươi hẳn là sẽ không phản bác chứ? Giang Trần cười lạnh nói. Ngô Chấn Thiên cười xấu hổ, xác thực, chỉ cần Giang Trần không ngốc thì sẽ không đem thiên thạch vũ trụ mang tới Hóa Thạch Tông đi, như vậy hắn khẳng định thì sẽ không lại lấy ra, mặc dù là bọn họ sẽ không lật lọng, thế nhưng chưa chừng gia tộc những lão già kia tựu sẽ khóc lóc om sòm, tựu sẽ chơi xấu, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Giang Trần tiểu hữu nói đùa, ha ha, vậy này thiên thạch vũ trụ, nên làm gì phân cách đây? Ngô Chấn Thiên cười ha hả nói. Đúng vào lúc này, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm xuất hiện một khắc đó, Ngô Chấn Thiên cùng Đàm Đài Kinh Tàng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Giang Trần sẽ có như vậy một thanh cực kỳ kinh khủng tuyệt thế thần kiếm, thanh kiếm này thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Hỗn Nguyên Bảo Khí cấp bậc, cũng không phải tầm thường Nguyên Thần Khí có thể so sánh, phải biết Giang Trần thực lực mới rất mạnh, tự có này Hỗn Nguyên Bảo Khí cấp bậc thần binh lợi nhận. Thật sự là quá không hợp với lẽ thường, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng không phải mỗi người đều có một cái tốt Hỗn Nguyên Bảo Khí. Cái kia Hỗn Nguyên Bảo Khí đối với bọn họ sức hấp dẫn, đều là tương đương to lớn, cho nên nói luyện khí tông sư ở tại thần giới địa vị, có thể tưởng tượng được, mặc dù là một cái luyện khí tông sư luyện chế một thanh Hỗn Nguyên Bảo Khí, cũng chỉ ít cần ngàn năm thời gian, hơn nữa tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp, thậm chí ngay cả 1/10 cơ hội đều không có, thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là vật liệu, luyện chế Hỗn Nguyên Bảo Khí vật liệu là tương đương khó có thể tìm kiếm, có chút càng là cần vài loại vật liệu hỗn hợp mà thành, mới có thể luyện chế ra chân chính cử thế vô song Hỗn Nguyên Bảo Khí. Hào kiếm à! Ngô Chấn Thiên không nhịn được than thở nói ra, không nghĩ tới Giang Trần trong tay thần kiếm, liền hắn đều là trong lòng lẫm lẫm, hắn cũng không từng có một cái Hỗn Nguyên Bảo Khí, thật sự là ít năm thiên tài đắc ý vô song à. Ngô Chấn Thiên trong lòng tràn đầy than thở, thậm chí là mong đợi cùng hưng phấn, Giang Trần này Hỗn Nguyên Bảo Khí, nếu là ở Trung Châu Thần Thổ lấy ra đi, khẳng định cũng sẽ khiến cho một phen tranh đoạt. Ngươi biết luyện chế thần khí sao? Đàm Đài Kinh Tàng tiếp tục hỏi, cái này Giang Trần trong tay thần binh bảo khí, thái quá kinh thế hãi tục, bọn họ tuy rằng là chân chính luyện khí thế gia, nhưng là có thể luyện vạch ra hỗn nguyên bảo khí luyện khí tông sư, chỉ có một, đó chính là bọn họ Hóa Thạch Tông mạnh nhất thủy tổ, bất quá luyện chế được, cũng chỉ là xen vào hỗn nguyên bảo khí cùng đỉnh cao nguyên thần khí trong đó thần khí, căn bản không xưng được chân chính báu vật, thế nhưng tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ thấp. Không biết, Giang Trần vẫn là hai chữ cự tuyệt Đàm Đài Kinh Tàng, dài đến đẹp đẽ ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lão tử có thể không ăn ngươi này một bộ. Đàm Đài Kinh Tàng triệt để hết chỗ nói, tên khốn này thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, tại sao như thế nhắm vào mình đây. Không một chút nào giải phong tình không nói, đối đãi mỹ nữ, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, người bình thường nghĩ cùng nàng nói chuyện hai câu, đều là cực kỳ không dễ dàng, hắn lại la ó, căn bản không để ý chính mình. Đàm Đài Kinh Tàng trong lòng có oán hận, thế nhưng bất đắc dĩ Giang Trần xác thực có cái này tư bản ngông cuồng, chí ít Bá Giả Hòa Thượng bọn người nguyện ý vì hắn xông pha chiến đấu, mặc dù là nói cho cùng thực lực của hắn không đủ mạnh, nhưng những này với bọn hắn đều không có quan hệ, bởi vì Giang Trần chính là thực lực thấp kém, nhân ra chính mình cũng không cho là đúng, ngươi lại có tư cách gì cua tay múa chân đây. Này thần binh bảo đao, sợ là đã đạt đến hỗn nguyên bảo khí cấp bậc chứ. Ngô Chấn Thiên sâu sắc nuốt nước miếng một cái, trên mặt tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, không thể không nói, hắn đều động tâm, nhưng là Giang Trần đồ vật hắn không thể cướp, cũng cướp không đi, đúng là mình trước nói câu nói kia, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội a, đồ tốt như thế, nếu là bị cái nào thần hoàng cảnh cường giả thấy được, phòng chừng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Nhìn cho thật kỹ là được rồi. Giang Trần từ tốn nói, một kiếm chém rơi xuống, miễn cưỡng lột 1/3 thiên thạch vũ trụ, một khắc đó, Thiên Long kiếm như cũ ánh sáng phân tán, óng ánh vô cùng, thiên thạch vũ trụ bị chém rơi xuống, chỉ là một kiếm sự tình. Đó là 1/3 thiên thạch vũ trụ, sẽ nhiều chớ không ít, đem đi đi, cái kia một bộ phận, cần phải thuộc về các ngươi, dù sao nơi này là các ngươi tìm được. Giang Trần hào phóng, để Ngô Chấn Thiên không nhìn được giơ ngón tay cái lên, phần này khí phách phần này can đảm, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, chỉ có điều thực lực bây giờ của hắn còn thái quá thấp kém mà thôi. Là vàng đều sẽ sáng lên, điểm này Ngô Chấn Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Ngô Chấn Thiên không chút khách khí, vội vàng thu hồi thiên thạch vũ trụ, tự hồ sợ Giang Trần hối hận một dạng, nhiều như vậy thiên thạch vũ trụ, thật sự là để người vô cùng khiếp sợ, Giang Trần lấy được thu hoạch, xa so với bọn họ càng nhiều. Thế nhưng cũng không có gì có thể hâm mộ, dù sao đây là Giang Trần nên được. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thanh Huyền ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cái kia thiên thạch vũ trụ, cái kia thiên thạch vũ trụ bên trong, tựa hồ có một luồng không ngừng sôi trào nấu chảy muối bùn nhão một dạng đi về hành hạ, hơn nữa như trường xà, không ngừng xoay tròn, thể lưu thành tương. Thật là khủng khiếp thuộc tính, hỏa, năng lượng. Liên Hỏa Kỳ Lân đều là cảm giác được cả người khô nóng cực kỳ, này thiên thạch vũ trụ bên trong, có kinh khủng như vậy thuộc tính, hỏa, năng lượng, thật sự là quá dọa người nghe. Đây rốt cuộc là vật gì? Ngô lão gia tử, ngươi biết không? Giang Trần cũng có chút không quá chắc chắn, đây là cái gì, tựa hồ là một loại đáng sợ nham tương lưu thể, sự khủng bố sóng nhiệt, đem xung quanh người không ngừng bước lui mà đi, chỉ có Giang Trần ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, có thể chống lại, thờ ơ không động lòng. Khó nói, ta cũng chưa từng thấy qua, vật này thật sự là rất quái dị. Ngô Chấn Thiên chau mày, cũng là hoàn toàn không dám kết luận đây là cái gì, mà trong tay mình non nửa khối, nhưng là hoàn toàn không có xuất hiện tình huống như thế. Hẳn là thiên thạch vũ trụ bên trong hắn nham tương lưu thể, phòng chừng không tốn thời gian dài là có thể động lại, nhìn thấy được hẳn là phẩm chất cao hơn vật liệu. Đàm Đài Kinh Tàng thản nhiên nói, chỉ mong như vậy thôi. Giang Trần bất động thanh sắc nói ra, nhưng là ngay ở một khắc đó, cái kia nham tương lưu thể là bắn ra, trực tiếp là chạy tới Giang Trần mà đi. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, bao quát Giang Trần cũng là như thế, kinh khủng này dung nham, đáng sợ như vậy, nháy mắt xuyên thấu Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, tất cả nham tương lưu thể, bao phủ mà lên, đem Giang Trần thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí không có một tia khe hở, toàn bộ người, đều bị bao bọc ở nham tương lưu thể bên trong. Không ngừng bốc lên, không ngừng sốt ruột nham tương lưu thể, trực tiếp là đem tất cả mọi người bước lui, không ai có thể bước vào Giang Trần thân thể 20 bước bên trong, mặc dù là Hỏa Kỳ Lân, cũng chỉ có thể áp sát 10 bước bên trong, nhưng lại cũng không đến gần được, kinh khủng kia sóng lửa, lần lượt thiêu đốt không khí chung quanh, mỗi người đều là mồ hôi như mưa hạ. Tiểu Trần Tử, Bá Giả Hòa Thượng phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, muốn xông tới cứu lại Giang Trần, nhưng là hắn căn bản lần lượt bất quá này sóng nhiệt tập kích, Giang Trần hiện tại phảng phất như là một cái lớn vô cùng lò lửa, không ai có thể tới gần nàng, toàn bộ người đều bị nham tương lưu thể bao vây ở bên trong, không nhìn thấy bàn tay, không nhìn thấy khuôn mặt, không nhìn thấy con mắt, lại càng không đến miệng ba nhúc nhích. Giang Trần vốn là đứng, nhưng là cả người hắn thân thể, đều bị nham tương lưu thể cho bao lấy, bước ra một bước, trực tiếp là ngã nhào trên đất, không nhúc nhích. Không! Tiểu Trần Tử, ngươi đứng lên cho ta, đứng lên! Bá Giả Hòa Thượng điên cuồng giống giận, nhưng là Giang Trần căn bản không nghe thấy, nham tương lưu thể sóng nhiệt, so với hỏa kỳ lân thánh hỏa, đều chỉ có hơn chứ không kém, tình cảnh này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, ai cũng không ngờ rằng, sẽ là kết cục như vậy, Giang Trần đã bị cái kia nham tương lưu thể cắn nuốt mất rồi, tràng diện tương đối đáng sợ, trong lòng của mỗi người đều là cực kỳ chua xót, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỏa Kỳ Lân cũng muốn đi cứu vớt Giang Trần nhưng là hắn căn bản đỡ không được cái kia nham tương lưu thể tản mát ra cuồng nhiệt. Tại sao lại như vậy? Đàm Đài Kinh Tàng lầm bầm nói ra, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, tuy rằng nàng rất ghét Giang Trần, tuy nhiên lại cũng không hy vọng Giang Trần chết đi, dù sao hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Giang Trần ngã vào nham tương lưu thể dưới một khắc đó, mỗi người bọn họ tâm, đều tựa như bị hung hăng gõ một chút. Bá Giả Hòa Thượng trên mặt tràn đầy vẻ chán nản, tuy nhiên lại không thể ra sức, thờ ơ không động lòng. Thật là đáng sợ nham tương lưu thể a, đây rốt cuộc là vật gì? Tất cả mọi người bị này sóng nhiệt làm cho không ngừng lùi lại, nhưng khi nhìn ngã vào nham tương lưu thể trong Giang Trần, bọn họ không thấy rõ Giang Trần khuôn mặt, bởi vì tất cả đều bị nham tương lưu thể bao trùm, Giang Trần, thật muốn xong chưa? Tạo hóa a, thật sự là bi ai a. Ngô Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt, Giang Trần bị nham tương lưu thể bao vây ở bên trong, thập tử vô sinh, thần tôn cảnh hậu kỳ, hắn có thể có bao nhiêu bản lĩnh đây? Mặc dù là có 5 loại hỏa diễm chống lại, ngũ hành ly hỏa trận cũng là bị nháy mắt cắn nuốt, liền Bá Giả Hòa Thượng đều đạp bất quá này sóng lửa tập kích, Giang Trần có tài cán gì, có thể nào chạy ra thăng thiên đây? Giang Trần, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a. Hỏa Kỳ Lân ngóng trông, trong lòng hắn đối với Giang Trần vẫn là cực kỳ tín nhiệm, có ngũ hành thần hỏa là phụ, Giang Trần tuyệt đối sẽ không dễ dàng vấp ngã. Này nham tương lưu thể tuy rằng khủng bố, nhưng là Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép. Hỏa Kỳ Lân mặc dù là kỳ lân thánh hỏa tại người, cũng thì không cách nào tới gần nơi này nham tương lưu thể, có thể thấy được này nhiệt độ có cỡ nào cao. Hỏa Kỳ Lân nghĩ hết biện pháp, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, Bá Giả Hòa Thượng càng phải như vậy. Hỏa Kỳ Lân, Giang Trần không có sao chứ? Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt trắng hiếu nói ra, hắn nói câu nói này cũng là an ủi mình. Giang Trần đã bị nham tương lưu thể cắn nuốt mất rồi, hơn nữa Giang Trần ngã xuống một khắc đó, cũng đã thuyết minh hắn nhất định là bị rất lớn áp bức thương tổn, đây là tất cả mọi người quá rõ ràng. Chỉ mong, cần phải, khả năng không có sao chứ. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng nói ra, hắn không dám khẳng định, bởi vì Giang Trần đối mặt căn bản không phải tầm thường hỏa diễm, đó là chưa từng nghèo thương thiên ở ngoài mà đến thiên thạch vũ trụ, không có ai biết cái kia rốt cuộc cái gì. Nham tương lưu thể chẳng qua là bọn họ đối với cái kia quỷ đồ vật xưng hô mà thôi. Thậm chí, Hỏa Kỳ Lân căn bản không biết đó là một loại gì dạng tồn tại, hắn làm sao có thể đủ khẳng định Giang Trần có hay không có việc đây. Cái gì gọi là chỉ mong cần phải khả năng, đến cùng có thể hay không có việc à. Bá Giả Hòa Thượng giống giận nói ra, hắn vào giờ phút này đã có chút giống như bị điên, Giang Trần rơi vào trong nguy nan, mà hắn nhưng không thể ra sức, làm huynh đệ, Bá Giả Hòa Thượng có thể nào không lo lắng Giang Trần an nguy đây. Sinh tử từ mệnh, thành bại ở trời, Giang Trần tiểu hữu thực lực quá yếu, gặp gỡ này nham tương lưu thể, thật sự là... Ai? Ngô Chấn Thiên cũng là một lời khó nói hết, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải, cái kia nham tương lưu thể từ từ hình thành một cái to lớn viên cầu, Giang Trần thân thể, cũng là biến mất ở nham tương lưu thể bên trong, nói cách khác, Giang Trần đã hoàn toàn bị này nham tương lưu thể hòa tan sao. Bá Giả Hòa Thượng theo bản năng lui về phía sau một bước, trong nội tâm dày vò, có thể tưởng tượng được, Giang Trần đã chết rồi sao? Hắn thật đã chết rồi à? Không thể, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống, không vì cái gì khác, bởi vì hắn gọi là Giang Trần. Ngay vào lúc này, xa xa tối đen như mực gió lốc, lại lần nữa bao phủ tới, mang theo một trận che lấp kêu quái dị tiếng, xuất hiện ở xung quanh. Xảy ra chuyện gì, lại là cái kia cỗ quái phong, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Đàm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, thời khắc này tất cả mọi người như gặp đại địch, tuy rằng bọn họ còn không có từ Giang Trần sinh tử đại nạn bên trong chuyển đổi lại đây, thế nhưng đối mặt cái kia cực kỳ che lấp quái phong, bọn họ lại không thể không nghiêm trận đối xử. Màu đen gió lốc chia ra làm 10 đạo ám hắc bóng người xuất hiện ở trong hư không, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Đây chẳng lẽ là U Linh Quỷ Vực người? Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, khóe mắt hơi nhảy lên một chút, trong lòng bi ai, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lần này xem ra tình cảnh của bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, những người này từ trước đến giờ đều là ăn thịt người không nhả xương chủ nhân. Ngô sư, cái gì là U Linh Quỷ Vực? Đàm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Ngô Chấn Thiên, thấp giọng hỏi nói. U Linh Quỷ Vực cũng không tính Trung Châu Thần Thổ thực lực, bởi vì ở Trung Châu Thần Thổ, Bắc Lương Thần Châu, cùng với U Linh Quỷ Vực chỗ giao giới, có một chỗ cực kỳ khủng bố khu vực, bị gọi là U Linh Quỷ Vực, nơi đó thế lực cực kỳ tà ác, không chỉ là người hay quỷ, chỉ có điều không có người nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Man Hoang Thần Châu cùng Trung Châu Thần Thổ tất cả đều như vậy, giống như là một đám đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, một khi trêu chọc tới bọn họ, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Thực lực của bọn họ, cũng không ai biết mạnh bao nhiêu, đã từng mặc dù là Bạc Kiếm Tông cũng ở trong tay bị thiệt thòi, nhưng là bọn hắn chỉ rùa rụt cổ ở U Linh Quỷ Vực. Cái địa phương này thế lực, có chung một cái đặc điểm, đó là có thể đủ theo gió mà phát động, âm hồn hội tụ, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, không tỏ rõ ý kiến. Cạc, không nghĩ tới người lão già này vẫn tính là kiến thức rộng rãi, biết ta U Linh Quỷ Vực tồn tại, gào, hôm nay các ngươi tất cả đều được chết, hơn nữa cái kia thiên thạch vũ trụ, ta nhất định muốn. Đứng ở 10 đạo cương phong phía sau áo bào đen bóng người, bao phủ ở màu đen khí vụ bên trong, tràn đầy thần bí cùng cảm giác âm trầm, gào khóc kêu quái dị thanh âm, không dứt bên tai. Thật chính là bọn hắn. Ngô Chấn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hơn nữa bọn họ là hoàn toàn không sợ, cái kia đảo áo bào đen bóng người, tựa hồ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nghĩ đến cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Xem ra, lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đàm Đài Kinh Tàng vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt chiến ý cao vút, bất cứ lúc nào chuẩn bị thề đánh một trận tử chiến, chỉ ít bọn họ không thể để Giang Trần chết vô ích, chỉ ít bọn họ không thể đem trước mắt thiên thạch vũ trụ, chắp tay dâng cho người. Mặc dù là U Linh Quỷ Vực thì lại làm sao, giấu đầu lòi đuôi, toán anh hùng gì hảo hán, nếu như muốn cướp giật thiên thạch vũ trụ, vậy thì tốt rồi tốt chiến đấu đi. Được làm vua hầu người thua là giặc, không có gì có thể nói. Ngô Chấn Thiên lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn thẳng cái kia hơn 10 đạo đen kịt như đao cương phong, trận chiến này, không thể tránh. Ai dám động Giang Trần thiên thạch vũ trụ, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Bá Giả Hòa Thượng vào giờ phút này nội tâm lửa giận vừa vặn đã đạt đến đỉnh cao, còn có người đến tìm cớ đây, hắn tự nhiên phải thật tốt dạy dỗ đối phương một chút. Giang Trần sinh tử chưa biết, hắn tất nhiên vì Giang Trần bảo vệ thiên thạch vũ trụ, trong lòng hắn yên lặng vì là Giang Trần cầu khẩn, hy vọng hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Ha, cũng thật là có cốt khí, nhưng là các ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Ở trước mắt ta, vẫn là không đỡ nổi một đòn, thần hoàng cảnh cường giả, là các ngươi này chút tự xưng là vì là bán hoàng gia hỏa, mãi mãi cũng là khó có thể sánh bằng, gào. Thần hoàng cảnh. Tôn Kiêu Long hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này là thần hoàng cảnh. Cái kia cũng thật là đáng sợ, thực lực của bọn họ mặc dù là mạnh hơn cũng vẫn là không có biện pháp cùng thần hoàng cảnh đánh một trận, thần hoàng cảnh cường giả có bán hoàng cường giả mãi mãi cũng khó có thể sánh bằng cảnh giới khoảng cách, thì không cách nào thay đổi cũng thì không cách nào vượt qua, vì lẽ đó một cái thần hoàng cảnh cường giả, mười mấy bán hoàng cấp bậc cao thủ, đều khó mà cùng là địch. Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cái tên này đến có chuẩn bị, thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là ở Trung Châu Thần Thổ bên trên, đó cũng là hô mưa gọi gió nhân vật tầm thường, thần hoàng cảnh cường giả hơi động, ngã xuống trăm vạn chảy máu thiên lý, không ai có thể ngăn cản. Mặc dù là những Bạt Kiếm Tông kia cấp bậc đại tông phái, đối với thần hoàng cảnh cường giả cũng là cực điểm mời chào, đổ xô tới. Thần hoàng cảnh cường giả căn bản cũng không phải là ngươi nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra được, đó là thiên phú cùng thực lực kết hợp thể, không có thiên phú người, cố gắng cả đời, cũng thì không cách nào đạt đến hoàng giả cảnh giới. Đạt đến hoàng giả cảnh giới, mặc dù là ở đây chút đại trong tông phái, cũng có thể có được phụ tá chi tịch, nếu như thực lực càng người mạnh, thậm chí có thể có được cung phụng chi tịch. Mặc dù là những tông môn kia trưởng lão, cũng là muốn đối với người một mực cung kính. Vì lẽ đó, từng cái thần hoàng cảnh cường giả, đều không phải là bừa bãi hạng người vô danh, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng là như cũ muốn so với thần hoàng cảnh cường giả muốn nhiều hơn, một cái đại tông môn hơi một tí mười mấy nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, thế nhưng thần hoàng cảnh cường giả, chí ít cũng là 18 cái. Đó đã là chân chính đại tông phái, như Hóa Thạch Tông như vậy đại tông phái, mới chỉ có 2 cái thần hoàng cảnh cường giả mà thôi, một cái tông chủ, một cái lão tổ. Thần hoàng cảnh cường giả, không có người đồng ý trêu chọc, thậm chí là cùng là địch đều là sai lầm, một cái thần hoàng cảnh cường giả, căn bản không phải là người tầm thường có thể đạt tới độ cao, ở Trung Châu Thần Thổ bên trong cũng sẽ bị thế lực khắp nơi mời hẹn. Bản hoàng chính là U Linh Quỷ Vực ba vực chủ, Tà Long Hoàng. Thức thời, tự quỳ xuống cho ta, nói không chừng ta vẫn có thể tha các ngươi. Tà Long Hoàng bốc lên ở trong mây mù, nhẹ nhàng xô ra hai bên trước mắt mây mù màu đen, một trường trắng nón đến làm người giận sôi mặt lộ ra, ánh mắt hám sâu trong đó, tiêu thụ cực kỳ, như xương khô giống như bàn tay, màu đỏ tươi cực kỳ, tựa hồ mang theo tầng tầng màu máu niêm mô, thon dài thân thể, đứng ở đó, lại có cái thế vô song uy nghiêm. Tà Long Hoàng, là Tà Long Hoàng. Ngô Chấn Thiên hiển nhiên nghe nói qua Tà Long Hoàng uy nghiêm, vào giờ phút này, hoàn toàn biến sắc, theo bản năng lui về phía sau một bước. Năm đó Tà Long Hoàng từng giận dữ bên dưới, nổi giận chém Bắc Lương Thần Châu bảy đại tông môn, có thể nói là giết người như ngoé, khát máu cực kỳ, người người nghe tiếng mà chạy, không dám ham chiến. Tà Long Hoàng oai, truyền khắp Bắc Lương biên thùy, không người không biết, không người không hiểu. Đàm Đài Kinh Tàng cũng là yên lặng cúi đầu không nói, vào lúc này, bọn họ Hóa Thạch Tông hiển nhiên đã là đánh với Tà Long Hoàng một trận ý chí chiến đấu, cái tên này thật là đáng sợ. Người tên, cây có bóng, Tà Long Hoàng một tên, kinh sợ Bắc Lương biên thùy, hưởng danh tiếng ba châu giao giới chi địa, không ai dám khinh thường, lúc này hoàng giả oai, phẫn nộ chiến man hoang, ai dám không theo. Chúng ta chính là Hóa Thạch Tông người, mong rằng Tà Long Hoàng đại nhân cho chúng ta một cơ hội, này thiên thạch vũ trụ. Chúng ta từ bỏ, tất cả đều hiến cho Tà Long Hoàng đại nhân. Ngô Chấn Thiên biết, cái này người cùng Phù Đồ Tháp thần sứ đại nhân hoàn toàn khác nhau, trước có lẽ còn có chỗ trống vãn hồi, nhưng là nếu như người này giận dữ bên dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ không có người lưu lại người sống, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, lúc này lại chính diện chống lại, không khác nào lấy trứng trọi đá. Ha ha ha, không tồi không tồi, có chút tự biết chi minh, ta Tà Long Hoàng cũng không phải không nói để ý người, chỉ cần lưu lại thiên thạch vũ trụ, như vậy các ngươi liền có thể lấy lăn. Tà Long Hoàng nhạt cười nói, khinh miệt đảo qua Ngô Chấn Thiên đám người, thiên thạch vũ trụ dễ như ăn bánh tựu tới tay, hắn cũng lười làm lớn chuyện. Tà Long Hoàng tên tuy rằng tràn đầy tà cùng ác, thế nhưng cũng không phải một đường tràn ngập giết chóc. Đàm Đài Kinh Tàng biểu hiện vô cùng lạnh lùng, thời khắc này, nàng lựa chọn trầm mặc, không nói gì, càng không có bất kỳ kiến nghị. Ngô Chấn Thiên cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định phải vì là tất cả mọi người nghĩ, hắn là Hóa Thạch Tông trưởng lão, càng là những người đó sư trưởng, nếu như khư khư cố chấp, rất có thể sẽ làm hại tất cả mọi người quân đắm chìm. Ngô Chấn Thiên không nghĩ tất cả mọi người chết ở chỗ này, hắn chính là kế tạm thời mà thôi. Ở sinh tử lựa chọn một khắc đó, nhất định là phải có điều chọn lựa, cứ việc lần này bọn họ khả năng không có chút nào thu hoạch, thế nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Ngô sư anh minh, Ngô sư thánh minh a. Tôn Kiêu Long rất sợ chết là trời sinh, vào lúc này Ngô Chấn Thiên lựa chọn cũng đích xác không có bất cứ vấn đề gì, nghĩ muốn bo bo giữ mình, nhất định phải từ bỏ trong tay bọn họ đồ vật, cái này cũng không xung đột, hơn nữa hết sức có lợi, bởi vì này thiên thạch vũ trụ đổi lấy, là tính mạng của bọn họ. Tất cả mọi người cũng đều là theo tiếng hùa theo, dù sao đối mặt thần hoàng cảnh cường giả, bọn họ chỉ có một con đường chết, đây là bất luận người nào đều khó mà thay đổi cục diện, bọn họ không hy vọng thấy nhất tự nhiên chính là hai cái giao thủ, bọn họ nhất định chính là bia đỡ đạn giống như tồn tại. Chúng ta đi, Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng đám người, Bá Giả Hòa Thượng nhưng là hừ lạnh nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vẻ nồng nặc xem thường. Muốn đi sao, các ngươi có thể đi. Nhưng ta sẽ không đi, Giang Trần vẫn còn ở nơi này, sinh tử chưa biết, có người muốn đoạt hắn thiên thạch vũ trụ, ta quyết không buông tha, không ai có thể mang đi Giang Trần đồ mong muốn, trừ phi ta chết. Bá Giả Hòa Thượng kiên quyết không rời nói, không có bất cứ lý do nào, chính là bảo vệ Giang Trần, chỉ đơn giản như vậy, hắn không tin Giang Trần lại chết như vậy, nếu như Giang Trần vẫn có thể tỉnh lại, như vậy hắn thấy người thứ nhất không phải là mình, hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Mặc dù là Giang Trần tỉnh lại phía sau nhìn thấy là thi thể của chính mình, Bá Giả Hòa Thượng cũng phải ở lại chỗ này. Thanh Huyền nhưng là theo Bá Giả Hòa Thượng, sống chết có số, tuyệt không trốn tránh. Hỏa Kỳ Lân nhìn Ngô Chấn Thiên đám người một chút, khinh miệt nói ra. Xem ra, Giang Trần cứu các ngươi, vốn là một cái sai lầm, hắn nghĩ tới là để cho các ngươi thoát cách tử vong, để cho các ngươi được các ngươi đồ mong muốn, có thể là các ngươi lại chỉ sẽ từng bước lùi bước, ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Hỏa Kỳ Lân, Bá Giả Hòa Thượng, Thanh Huyền, ba người một mình đối mặt Tà Long Hoàng, không có gì lo sợ, lúc này nhất định phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mặc dù là chết cũng muốn cùng Tiểu Trần Tử chết cùng một chỗ. Ngô Chấn Thiên cực kỳ xấu hổ, nhưng là nhân sinh đành vậy, ai lại không muốn làm một cái đại anh hùng đây. Nhưng là anh hùng là cần giá cao, chết có nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng ở Thái Sơn, Ngô Chấn Thiên không nghĩ chết không rõ ràng, sinh mệnh chỉ có một lần, hơn nữa cái kia chút người đều là mình mang ra ngoài Hóa Thạch Tông đệ tử tinh anh, nếu như để cho bọn họ toàn bộ gãy trong này, mặc dù là Ngô Chấn Thiên chết đi phía sau, cũng sẽ lo sợ bất an. Ngô Chấn Thiên chỉ có thể bộ mặt thở dài, yên lặng xoay người mà đi, Tôn Kiêu Long đám người vội vã đi theo. Đàm Đài Kinh Tàng sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia không ngừng lưu động nham tương lưu thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hóa Thạch Tông người đi rồi, tất cả mọi người đi rồi, bất quá Bá Giả Hòa Thượng đối mặt Tà Long Hoàng, nhưng là như cũ không ý kịch tí nào, hắn cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, có lẽ muốn đối phó cái này Tà Long Hoàng, cũng không biết thất bại thảm hại. Xem ra, các ngươi thực sự là không biết lợi hại a. Lại dám theo ta Tà Long Hoàng làm đúng, ha ha ha, thực sự là chán sống, cũng tốt, vừa vặn ta đã rất nhiều năm không nhúc nhích động gân cốt, cho các ngươi băm thành tám mảnh, ta ăn đi phía sau, nói không chắc thực lực còn sẽ có tinh tiến đây. Hỏa Kỳ Lân, Phật môn kim thân, thanh liên thành tinh, có chút ý nghĩa, tất cả đều là bảo bối a, đem ba người các ngươi ăn hết, có lẽ thực lực của ta tựu sẽ tăng lên trên diện rộng cũng nói không chừng đấy chứ, thực sự là ông trời ban cho ta tạo hóa a, gào gào gào. Tà Long Hoàng đưa tay nắm chặt, đỏ thắm bàn tay từ từ nắm chặt, trong ánh mắt cực kỳ âm u, trầm thấp nói ra. Cho ta đi. Kèm theo Tà Long Hoàng một tiếng hét nhỏ, 10 đạo gió lốc hóa thành 10 đạo tay cầm trường đao nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, mỗi cái tay cầm âm u cốt đao, sắc bén dị thường, 10 người bộ pháp thống nhất, đầu đội mặt nạ, tựa hồ như con rối khô lâu, khí tức hắc ám, nháy mắt tràn ngập mà mở, tứ tán mà phát động, tựa hồ 10 đạo hốt hoảng ra hắc ám cuồng long, như hình với bóng mà tới. Động thủ. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm, không chiến cũng phải chiến, hắn nên vì Giang Trần lưu lại một đạo phong bia, hắn muốn để Giang Trần vĩnh cửu không lo lắng về sau. Bá Giả Hòa Thượng ấn quyết trong tay đồng thời, trực tiếp tiến lên đón 5 cái nửa bước thần hoàng cảnh cao thủ, ra tay như điện, bộ pháp hung mãnh, khí tức hắc ám cùng hắn Phật vận vừa vặn đi ngược lại, từng đạo khủng bố Phật ấn đánh ra, Bá Giả Hòa Thượng vẫn là chiếm cứ thượng phong, mà đổi thành ở ngoài 5 người Hỏa Kỳ Lân đón nhận 3 cái, Thanh Huyền đón nhận 2 cái, bọn họ đối mặt 10 cái nửa bước thần hoàng, là chút nào không kém. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Bá Giả Hòa Thượng Phật ấn thật sự là hung mãnh dị thường, liền Tà Long Hoàng đều không nghĩ tới, cái tên này sẽ cũng khó dây dưa như vậy, đúng lúc là khắc chế lẫn nhau, làm cho cái kia 5 cái nửa bước thần hoàng căn bản khó có thể cùng Bá Giả Hòa Thượng tranh đấu, cuộc chiến đấu này, là Bá Giả Hòa Thượng chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Khá lắm, có chút ý nghĩa, xem ra cần phải cho các ngươi thêm tăng giá cả. Tà Long Hoàng khóe miệng móc ra một vệt âm trầm ý cười, bàn tay hơi động, 10 đạo tương đối cương phong, từ trên người bao phủ mà ra, hóa thành 10 đạo nửa bước thần hoàng, lại lần nữa áp sát Bá Giả Hòa Thượng, này chiến xương con rối, là hắn sở trường trò hay, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ tương đối khó quấn. Nham tương lưu thể bên trong, Giang Trần lấy ngũ hành thần hỏa, không ngừng chống lại kinh khủng này rừng rực thể lưu, giống như là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm một dạng, Giang Trần bị bao ở trong đó, cả người quần áo, tất cả đều là hóa thành cho tàn, liền ngay cả huyết nhục, đều là vào đúng lúc này, trở nên mơ hồ, ngũ hành thần hỏa hoàn toàn không chống đỡ được này đáng sợ nham tương lưu thể, Giang Trần nửa bước khó được. Giống như là bị vô hình mạng nhện trói buộc chặt một dạng, Giang Trần căn bản khó có thể chạy ra đường sống, thế nhưng kinh khủng kia nham tương lưu thể nghĩ phải chiếm đoạt rơi Giang Trần, đưa hắn hủy diệt, trong thời gian ngắn cũng là hoàn toàn không đạt tới. Ngũ hành thần hỏa tuy rằng không bằng nó, nhưng cũng có thể tạm thời tính bảo vệ Giang Trần chu toàn. Cho đến giờ phút này, Giang Trần mới biết này nham tương lưu thể, căn bản cũng không phải là vật chết, mà là một cái sống sờ sờ có suy nghĩ sinh vật. Cái tên đáng chết này, như thế nào mới có thể thoát ly nó đây? Giang Trần đã nếm thử vô số loại phương thức, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ỷ vào ngũ hành thần hỏa cùng bản thể hắn vạn vật mẫu khí thân thể mạnh mẽ, nếu không thì đổi thành người khác cũng sớm đã bị hòa hợp cho bụi. Dần dần, mặc dù là Giang Trần cũng cảm thấy rất lớn áp bức lực lượng, cái kia nham tương lưu thể hầu như vào lúc này phải đem hắn ngũ hành thần hỏa lại một lần nữa xông phá, kế tiếp Giang Trần thì có thể sẽ bị trọng thương. Kha kha kha, tiểu tử, mau mau đầu hàng đi, ngươi căn bản không thể chống lại ta tinh hỏa, mặc dù là 5 loại hỏa diễm thì lại làm sao? Đều khó mà chống lại ta đây tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Một tiếng thanh âm non nớt vang vọng ở Giang Trần bên tai, thời khắc này Giang Trần cả người chấn động, người này ý thức ở cùng hắn giao lưu. Hỏa Linh, ngươi là này nham tương lưu thể Hỏa Linh, ngươi là thiên ngoại đồ vật. Giang Trần trầm giọng hỏi. Kha kha kha, ai biết ngươi là nói cái gì, ta sinh liền ở ngay đây, chỉ có cắn nuốt ngươi, ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành, ngươi chính là tha thiết ước mơ chất dinh dưỡng nha. Thanh âm non nớt lần thứ hai xuất hiện ở Giang Trần bên tai. Giang Trần biết cái tên này là muốn mau chóng cắn nuốt chính mình, nạp để bản thân sử dụng. Xem ra nó tuy rằng không có quá mạnh mẽ linh trí, thế nhưng là biết nuốt chửng người khác lớn mạnh chính mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ thực hiện được sao? Ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ như vậy dễ dàng bị ngươi nuốt chửng sao? Giang Trần cười lạnh nói, đối với cái kia hỏa linh xem thường. Kha kha kha, ngươi cũng không cần phải gấp, không tốn thời gian dài, ngươi cũng sẽ bị ta cắn nuốt. Ngươi này mấy loại hỏa diễm tuy rằng không yếu, nhưng là ở bản bảo bảo trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Ngươi nghĩ tới khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Giang Trần trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn tuyệt đối sẽ không hướng về tên tiểu tử này khuất phục. Lúc này Giang Trần cũng đã có quyết định của chính mình, ngươi đã nghĩ nuốt chửng ta, vậy ta còn nghĩ nuốt chửng ngươi đây. Giang Trần có Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi tay, lúc này Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuyệt đối có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng, Giang Trần có thể không cắn nuốt mất cái này tinh hỏa hỏa linh, tất cả thì nhìn Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, phải xem ngươi rồi. Giang Trần trong lòng đột nhiên trong đó sinh ra một đoàn nóng rực hỏa diễm, đương nhiên đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng đây chỉ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa một bộ phận bản nguyên chân hỏa, chân chính bản nguyên chân hỏa đang nắm trong tay ở Hồng Liên trong tay, Giang Trần cũng không biết sẽ không thành công, thế nhưng hắn nhất định phải mau sớm xung kích, thử nuốt chửng tinh hỏa hỏa linh, nếu không thì hắn nhất định sẽ bị cái này tân sinh tiểu bất điểm hỏa linh từ từ nuốt chửng mà chết. Du hí, cuối cùng cũng bắt đầu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ở Ngũ Hành Thần Hỏa bên dưới, một cỗ kinh khủng sóng lửa phóng lên trời, trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắt đầu điên cuồng phản kích, không ngừng cắn nuốt tinh hỏa hỏa linh. Kha kha kha, không nghĩ tới ngươi còn có nghề này thủ đoạn. Này này này, cái này là cái gì hỏa diễm, làm sao kinh khủng như vậy? Hiển nhiên cái kia tiểu hỏa linh cũng là không hề tưởng tượng đến Giang Trần lại có thể lấy ra cùng chính mình địa vị ngang nhau hỏa diễm, đây đối với nó mà nói, là sự đả kích chí mạng, hai cái không ngừng xung kích, không ngừng nuốt chửng, đều muốn đem đối phương biến thành của mình. Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa không ngừng cùng cái kia tinh hỏa hỏa linh đan xen vào nhau, dây dưa cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào trong giằng co, Ngũ Hành Thần Hỏa đem hai loại hỏa diễm bao vây ở cùng nhau. Bất kể là tinh hỏa hỏa linh hay là Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa, đều là bắt đầu bị không ngừng áp xúc không gian, không ngừng va chạm, không ngừng hội tụ, không ngừng dung hợp. Khốn nạn, đây tột cùng là ngọn lửa gì, ta sẽ không khuất phục. Tiểu hỏa linh nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Trần đáy lòng vang lên một trận không có gì sánh kịp chống lại, tinh hỏa hỏa linh bạo phát, trực tiếp là để Ngũ Hành Thần Hỏa tất cả đều là lui về phía sau mà đi, chỉ còn lại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa cùng với không ngừng đan xen, thế nhưng tinh hỏa hỏa linh, dị thường khủng bố, Giang Trần không ngừng khởi động, nghĩ muốn dung hợp nó, có thể kết quả đều là bị này tiểu hỏa linh cho tránh thoát, thậm chí là mở ra phản công kèn lệnh. Tiểu hỏa linh nghĩ phải chiếm đoạt Giang Trần, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao Ngũ Hành Thần Hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa bảo vệ Giang Trần không ở lời hạ, tiểu hỏa linh không ngừng đối với Giang Trần thân thể tiến hành nóng rực xung kích, bây giờ liền ngay cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở cũng nó áp chế bên dưới, mất đi lúc ban đầu cuồng bạo lực lượng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đánh mất nguyên bản chủ động tính, bắt đầu rồi liên tục bại lui, mặc dù là Ngũ Hành Thần Hỏa cùng với liên thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Giang Trần nguy cơ, từng bước một biến lớn, từng bước một thăng hoa, tiểu hỏa linh đánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Giang Trần đã lâm vào rất lớn bị động bên trong. Chết tiệt khốn nạn, tuyệt không có thể để nó đem Ngũ Hành Thần Hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa cắn nuốt. Giang Trần trong lòng không ngừng gầm thét lên giống giận, không làm nên chuyện gì. Thời khắc này, Giang Trần trong đáy lòng, một đoàn càng nóng rực hỏa diễm giác tỉnh mà ra. Hồng Liên! Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa bị rất lớn áp chế, Hồng Liên tự nhiên là có cảm ứng, khi nàng nhìn thấy trước mắt cái này hỏa linh thời gian, cũng là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới thế gian này càng có quỷ dị như vậy hỏa linh. Này hỏa linh chưa hoàn thành lột xác, nếu như hoàn thành lột xác, có lẽ ta đều khó mà chống lại, này tựa hồ cũng không thuộc về ngọn lửa thông thường, giống như cùng hình thái khác nhau thiên lôi một dạng, đây cũng là để người sợ hãi than dị hỏa, loại này hỏa linh ta cũng là mới nghe lần đầu, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ta bây giờ lực lượng bản nguyên, tiến hành nuốt chửng. Hồng Liên thanh âm trầm thấp, để Giang Trần tràn đầy lo lắng, người này nếu như hoàn thành lột xác, liền Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều không thể khống chế sao? Ngươi có mấy phần chắc chắn? Giang Trần không nhịn được hỏi. 3 phần 10. Hồng Liên thấp giọng nói ra. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng lúc này, đây cũng là bọn họ cơ hội duy nhất. Cực khổ rồi, Hồng Liên. Giang Trần yên lặng nói ra, hắn biết chính mình không cách nào nói cái gì nữa, nếu như thất bại, như vậy hai người bọn họ tụ tất cả đều sẽ tan theo mây khói, thế nhưng thời khắc này, lại cần Hồng Liên Nghiệp Hỏa chân chính liều một lần mệnh. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ chết, nó cắn nuốt không chỉ là ngươi, càng là bản nguyên chân hỏa của ta, vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta. Hồng Liên thản nhiên nói. Giang Trần cười khổ một tiếng, nàng vẫn là như vậy băng lãnh như xương, bất quá bây giờ xác thực chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều là ký thác vào Hồng Liên trên người. Giang Trần đã không thể làm gì, Hồng Liên nếu như thất bại, vậy hắn tự đúng là vận mệnh đã như vậy. Giang Trần tuy rằng không cam lòng, nhưng là bây giờ nhưng khổ không biện pháp, bởi vì hắn chỉ có gửi hy vọng vào Hồng Liên. Hồng Liên bản nguyên chân hỏa vừa ra, cái kia hỏa linh đúng như dự đoán trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Dù sao phía trước Hồng Liên Nghiệp Hỏa chẳng qua là một tia Hồng Liên bản nguyên chân hỏa, hiện tại là chân chính Hồng Liên ra tay, hai cái tự nhiên là không thể giống nhau. Kha kha kha, quả nhiên có chút ý nghĩa, xem ra ta thực sự là có phúc a, vừa ra đời tự có loại này bản nguyên chân hỏa cung cấp ta hấp thu, thật là lớn tạo hóa a, kha kha kha. Cái kia tinh hỏa hỏa linh mang theo một luồng nụ cười âm lạnh, vang vọng ở Giang Trần trái tim, cái kia tinh hỏa hỏa linh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không ngừng cùng Hồng Liên tiến hành va chạm, thăm dò, cuối cùng mới là điên cuồng xung kích cùng nuốt chửng. Hai người bọn họ đều phải muốn đem đối phương triệt để nuốt chửng, thế nhưng không như mong muốn, Giang Trần căn bản cũng không có nghĩ tới, này tinh hỏa hỏa linh sẽ mạnh mẽ như vậy, cho dù là Hồng Liên ra tay, giữa hai người dây dưa cũng là hiện ra một mặt ngã xu thế. Này tinh hỏa hỏa linh thật sự là quá cường đại, căn bản là không có bất kỳ hỏa diễm có thể cùng xứng đôi. Ngọn lửa này so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn cường đại hơn sao? Giang Trần trong lòng chấn động dữ dội, vốn tưởng rằng này Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là bên trong đất trời cường đại nhất ngọn lửa, nhưng là không nghĩ tới này thiên thạch vũ trụ trong tinh hỏa, cũng là không kém nhiều. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đích thật là bên trong đất trời cường đại nhất hỏa diễm, thế nhưng ta bây giờ lực lượng bản nguyên còn chưa đủ mạnh, mà hắn lại có thiên thạch vũ trụ làm hấp thụ, tuy rằng vừa rồi xuất thế không bao lâu, thế nhưng ngọn lửa kinh khủng bản nguyên, theo ta nói vậy nhưng là không hề yếu. Hồng Liên trầm giọng nói ra, thời khắc này, nàng đã là xuất hiện một tia đồi bại trạng thái, lại tiếp tục giãy giụa xuống, e sợ sẽ lành ít dữ nhiều, mặc dù là Hồng Liên dùng sức tất cả vốn liếng, thế nhưng hỏa diễm bản nguyên bị áp chế, vẫn là không thể tưởng tượng, càng là không thể nghịch tồn tại. Ta ngăn cản nó, ngươi hết bệnh trong lòng tạp niệm, lấy ngũ hành thần hỏa loại bỏ tinh hỏa hỏa linh, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Hồng Liên trầm giọng nói ra, đây là Giang Trần có thể chạy trốn ra ngoài cơ hội duy nhất. Đây là sinh cơ duy nhất, thế nhưng ta như trốn, ngươi thì sẽ bị này tinh hỏa triệt để nuốt chửng, không phải sao? Ngươi cảm thấy ta Giang Trần là hạng người ham sống sợ chết sao? Giang Trần lạnh lùng nói, để Hồng Liên tính mạng đi đổi lấy tính mạng của chính mình, Giang Trần không làm được. Nhưng này là cơ hội duy nhất, nếu không thì chúng ta đều phải chết, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Hồng Liên trầm giọng quát lên. Không thể. Giang Trần chấp nhất kiên trì, để Hồng Liên trong lòng, tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy cảm động. Nếu như ngươi chết, tượng thần đại thù nên làm gì đi báo? Vì lẽ đó ngươi nhất định phải sống sót. Tượng thần đại thù cùng ngươi so với, bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù là tượng thần ở chỗ này, ta nghĩ hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ta làm như vậy. Giang Trần chấp nhất nói. Ngươi kẻ ngu này, người điên, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hồng Liên nổi giận mắng, Giang Trần hoàn toàn tự là muốn cùng chính mình cộng cùng tiến lùi, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng căn bản không cho phép. Hai người bọn họ chỉ có Giang Trần có một tuyến sinh cơ có thể chạy ra đường sống, nàng chắc chắn phải chết. Mặc dù là chết thì có làm sao, để ta từ bỏ ngươi, căn bản không thể. Giang Trần nhạt cười nói, thời khắc này, hắn kiên trì tất cả khí lực, bắt đầu không ngừng vì là Hồng Liên Nghiệp Hỏa tìm cơ hội, ngũ hành thần hỏa mặc dù lại vào lúc này cũng không thể đủ hoàn toàn đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, tuy nhiên lại có thể chỉ hoãn cái kia tinh hỏa hỏa linh nuốt chửng tốc độ. Nhưng là đối với mặt đỏ tới nói, Giang Trần cùng nàng, mặc dù là giãy giụa nữa, cũng chẳng qua là mãn tính tử vong mà thôi. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Hồng Liên cười khổ nói, có tình có nghĩa, hắn đích xác có thể làm chức trách lớn, lúc trước tượng thần lựa chọn, cũng không sai, so với hắn bất luận người nào đều thích hợp tuân theo tượng thần truyền thừa. Thời khắc này, Giang Trần cùng Hồng Liên liên thủ chống lại tinh hỏa hỏa linh, nhưng là bọn họ hy vọng, nhưng vào đúng lúc này, càng ngày càng xa vời. Ngô Chấn Thiên mang theo tất cả mọi người, rốt cục nhanh chóng chạy Trung Châu Thần Thổ mà đi, Man Hoang Thần Châu địa phương quỷ quái này, bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ đến. Ngay ở bọn họ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục chạy ra sinh thiên một khắc đó, Đàm Đài Kinh Tàng nhưng là từ tốn nói. Ngô sư, ta đi rồi. Nói xong, Đàm Đài Kinh Tàng thậm chí không có cho Ngô Chấn Thiên cơ hội phản ứng, cũng đã là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bọn họ lúc trước rời đi phương hướng mà đi. Ngô sư, này... Tôn Kiêu Long một mặt kinh ngạc nhìn Đàm Đài Kinh Tàng bóng lưng rời đi, một mặt mộng bức dáng vẻ, để Ngô Chấn Thiên cũng là giờ khóc giờ cười, điểm này, hắn đã sớm liệu đến. Nếu như nàng không có xoay người mà đi, có lẽ ta mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Kinh Tàng làm như thế, chỉ là không nghĩ để trong lòng chính mình có hổ thẹn mà thôi. Nếu như hắn không quay đầu lại, khả năng cả đời, nàng cũng sẽ không tha thứ mình. Ngô Chấn Thiên bình tĩnh nói, Đàm Đài Kinh Tàng cách làm, hắn đã sớm liệu đến, chỉ là muốn ngăn trở, nhưng đã không có lý do. Giang Trần đám người tình cảnh, nguy ở sáng chiều tối, bọn họ rời đi luôn, thật sự là cực kỳ không nhân đạo, nhưng là Ngô Chấn Thiên cùng Đàm Đài Kinh Tàng không giống nhau, hắn cần vì là tất cả mọi người cân nhắc, mà Đàm Đài Kinh Tàng trong lòng chỉ có một niềm tin, tất cả không thẹn với lòng. Cái này ngốc nha đầu, Kinh Tàng chuyến đi này, lành ít giữ nhiều a, Ngô sư, ngài làm sao lại không ngăn đây? Nàng nhưng là chúng ta Hóa Thạch Tông thiên tài số một nha, nếu như Kinh Tàng thật sự trong này bỏ mình, ngươi trở lại phía sau khả năng bị trừng phạt sẽ còn lớn hơn nữa. Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Người cùng người, không giống nhau, nàng theo đuổi, là chúng ta khinh thường, chúng ta theo đuổi, là nàng khinh thường. Chúng ta tu hành, nàng tu chính là tâm. Kinh Tàng sở dĩ so với bất luận người nào đều mạnh, bởi vì nàng có một viên không lo không sợ lòng cường giả, mặc dù là đối mặt đế cảnh cường giả, cũng sẽ không nhát gan lòng cường giả. Nếu như lần này nàng lựa chọn trốn tránh, như vậy lòng của nàng, đem mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình, cũng mãi mãi cũng sẽ không dũng trèo cao đỉnh. Lần này đối với nàng mà nói, là một lần rèn luyện, càng là một lần sống cùng chết lột xác, vượt qua, nhất phi trùng thiên, không vượt qua nổi, mặc dù là sống sót trở về, thành tựu của nàng, có lẽ cũng sẽ dừng bước tại này. Ngô Chấn Thiên ngữ trọng tâm trường nói ra, Tôn Kiêu Long như hiểu mà không hiểu, thế nhưng hắn biết Ngô sư, là nhằm vào Đàm Đài Kinh Tàng mà nói, nàng đi con đường, với bọn hắn rất khác nhau, nàng theo đuổi, cũng là bọn hắn không hiểu. Chuyến đi này, có lẽ tựu thật sự người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, hy vọng ngươi có thể tự lo lấy đi, Kinh Tàng. Tôn Kiêu Long không ngừng thở dài, chính mình trong lòng nữ thần, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn sao. Tôn Kiêu Long có thể không tin, những tên kia sẽ là Tà Long Hoàng đối thủ, liền Ngô sư đều là đối với Tà Long Hoàng giữ kín như bưng, thần hoàng cảnh cường giả, ai dám ngỗ nghịch. Những tên kia, chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi, chung quy sẽ vì là sự ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn. Chỉ mong, ngươi có thể còn sống trở về đi, Kinh Tàng. Ngô Chấn Thiên quay đầu mà nhìn, ánh mắt sáng quắc, Man Hoang Thần Châu khủng bố, hy vọng các ngươi có thể khắc phục chính mình đi, mặc dù là không có thể sống sót trở về, ngươi cũng không có cho Hóa Thạch Tông mất mặt, ngươi là chúng ta Hóa Thạch Tông kiêu ngạo. Ngô Chấn Thiên đám người, chỉ có thể vào lúc này, trốn xa mà đi, mà Đàm Đài Kinh Tàng, cũng là lựa chọn một cái chính mình nên đi đường, một cái biết rõ là không đường về đường về. Ta Đàm Đài Kinh Tàng, không phải người sợ chết, Giang Trần, ta thiếu ngươi, ta chắc chắn sẽ trả. Đàm Đài Kinh Tàng kiếm trong tay, rốt cục vào đúng lúc này chậm rãi ra khỏi vỏ, vì Giang Trần, dù cho là vì hắn hỏng hóc thân thể cùng tĩnh mịch linh hồn, nàng cũng nhất định muốn để Giang Trần nhắm mắt. Thời khắc này, Đàm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng đám người, vào giờ phút này, ba người bọn họ tình cảnh đã là cực kỳ nguy hiểm, 20 không biết mệt mỏi chiến xương con rối, hầu như để Bá Giả Hòa Thượng từng bước chịu thiệt. Này chút chiến xương con rối thực lực đều có nửa bước thần hoàng cảnh, quan trọng nhất là, chúng nó không phải là phía trước to lớn con nhện, mà là từ thần hoàng cảnh cường giả thao túng, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Thanh Huyền cùng Hỏa Kỳ Lân thận trọng từng bước, hoàn toàn đánh mất phía trước chủ động cùng tiên cơ, hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn, hơn nữa thương thế rất nặng. Theo ta đối đầu, các ngươi chỉ có một con đường chết, chỉ bằng các ngươi mấy cái này không biết sống chết ra hỏa, cũng nghĩ cùng ta tranh đấu. Tà Long Hoàng này ba chữ, các ngươi sợ là căn bản không biết đại diện cho cái gì. Tà Long Hoàng thản nhiên nói, mặc dù là tay cầm Phật ấn, hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa còn có thần hoàng cảnh cường giả mắt nhìn chằm chằm, Bá Giả Hòa Thượng căn bản không đáng kể. Tính ta một người thì lại làm sao? Đàm Đài Kinh Tàng thanh âm thanh lượng, vang vọng mà lên, Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa, nàng, chung quy vẫn là không hề từ bỏ Giang Trần. Ha ha ha, lại tới nữa một cái chịu chết, xem ra các ngươi cũng thật là không biết lợi hại, sinh mệnh thành đáng quý, ở trong mắt các ngươi, lại như rơm rác, không hiểu được quý trọng, thực sự là thật đáng buồn. Tà Long Hoàng ngón tay hơi ngọ nguậy, lắc đầu nói ra, đối với Đàm Đài Kinh Tàng trở về, lộ ra cực kỳ xem thường. Chịu chết hay không, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đàm Đài Kinh Tàng xung phong mà đi, phi long tại thiên, kiếm thế kinh hồng, khí đáng vạn cân. Đàm Đài Kinh Tàng kiếm trong tay, cũng là một thanh hỗn nguyên bảo khí thần kiếm, kiếm khí như cầu vồng, quét ngang 800 trượng, cân quắc không thua kém bực mảy râu. Đàm Đài Kinh Tàng kiếm pháp so với Giang Trần hơi có không kịp, thế nhưng là mở ra lối riêng, kiếm của nàng không có Giang Trần quyết chí tiến lên, lại có ngừng chiến bầu trời thành thạo điêu luyện. Đàm Đài Kinh Tàng rút kiếm một khắc đó, cũng đã định trước, nàng lần này nhất định thấy chết không sờn. Buồn cười cực kỳ, ha ha ha. Tà Long Hoàng cười lạnh một tiếng, mặc dù là có Đàm Đài Kinh Tàng gia nhập, bọn họ cũng như cũ khó có thể cùng Tà Long Hoàng địa vị ngang nhau. Đàm Đài Kinh Tàng cầm kiếm chém bầu trời, hoàn toàn không sợ chiến xương con rối, bốn người liên thủ bên dưới, là chặn lại rồi này chút chiến xương khôi lỗi thế tiến công, thậm chí mơ hồ có chút trở mình xu thế. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, đồ không biết sống chết, cái kia ta tựu cho các ngươi một thống khoái, cùng ta làm đúng, các ngươi tựu là muốn chết. Tà Long Hoàng phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm cốt đao, 20 đạo bóng người toàn bộ hóa thành cương phong, sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Tà Long Hoàng tự mình ra tay, thần hoàng oai, dương ra hoàn toàn, hầu như lấy xét đánh tư thế, nghiền ép bốn người. Bất quá Đàm Đài Kinh Tàng kiếm cùng Bá Giả Hòa Thượng Chấn Thần Bia, đều là cho hắn tạo thành rất lớn cản trở. Vào lúc này hắn nghĩ muốn trực tiếp tiêu diệt bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy, lại thêm Hỏa Kỳ Lân từ bên hông ảnh, hắn Kỳ Lân Thánh Hỏa đối với này Tà Long Hoàng cũng là có khắc chế. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, là dần dần bị bọn họ ổn định cục diện. Đàm Đài Kinh Tàng không sợ sinh tử, trực tiếp là xông vào tuyến đầu tiên. Vào lúc này, Bá Giả Hòa Thượng đều là khá là kính nể, trong lòng không khỏi nghĩ tới một câu nói như vậy, ai nói nữ tử không bằng nam. Đàm Đài Kinh Tàng tuy rằng vô cùng lạnh lùng, ngạo khí 10 phần, nhưng là nàng cũng không phải là cái kia loại ngông cuồng đồ đệ, lần này lại về sinh tử tuyệt cảnh, nàng mang theo, chính là một viên không lo không sợ tâm, sinh muốn sinh vĩ đại, chết muốn chết chí lớn kịch liệt, nhân sinh ở đời, tự nên như vậy. Thời khắc này, Đàm Đài Kinh Tàng thô bạo lăng tiêu, sông thẳng tinh hà chi đỉnh. Long khởi hiên viên, chấp tề tam tạng. Đàm Đài Kinh Tàng trong tay tam tạng kiếm cắt ra ngân hà tinh không, chém gãy trước kia tục thế, chỉ trích mới tù, kiếm ảnh kinh người, ở nửa bước thần hoàng trong đó, đã là quét ngang vô địch. Mặc dù là đối mặt Tà Long Hoàng, cũng là không úy kịp tí nào, kinh khủng kia kiếm ảnh để Tà Long Hoàng đều là khá là chấn động, không dám thất lễ. Bá Giả Hòa Thượng lập tức đón nhận, càng là dương ra hoàn toàn, Chấn Thần Bia hung hăng áp bách xuống, mặc dù không cách nào chấn áp Tà Long Hoàng, lại có thể đem thực lực của hắn lần nữa áp chế lại. Hỏa Kỳ Lân cùng Thanh Huyền lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận, bốn hơn nửa hoàng, hãn đấu Tà Long Hoàng, kinh thiên động địa, núi lở sóng thần, chấn động tâm hồn, hầu như chấn động đến mức toàn bộ tiểu cô sơn, đều là lảo đà lảo đảo. Bất quá Tà Long Hoàng dù sao cũng là thần hoàng cảnh cường giả, dù cho là ở Bá Giả Hòa Thượng cùng Đàm Đài Kinh Tàng điên cuồng xung kích bên dưới, vẫn là thành thạo điêu luyện, dù sao Tà Long Hoàng chính là U Linh Quỷ Vực 3 vực chủ, không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh, loại thủ đoạn này, tự nhiên là để hắn càng thuận buồm xuôi gió. Cường liên hợp bên dưới, cuối cùng là tạm thời cùng Tà Long Hoàng địa vị ngang nhau, nhưng là Tà Long Hoàng tà khí oai, nhưng là không ngừng tăng vọt mà lên, tình cảnh của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có rất lớn biến hóa, thậm chí là thất bại thảm hại, cũng chưa hẳn cũng biết. So với Đàm Đài Kinh Tàng đám người tình cảnh, Giang Trần nguy cơ, càng sợ hãi hơn run sợ, bây giờ Hồng Liên đã hoàn toàn khó có thể ngăn trở tinh hỏa hỏa linh nuốt chửng. Hiện tại Giang Trần cùng Ngũ Hành Thần Hỏa tung hoàng ngang dọc, cũng không cách nào đối với này tinh hỏa hỏa linh tạo thành quá lớn cản trở, ngược lại là tinh hỏa hỏa linh đã cắn nuốt Hồng Liên sắp tới 1/3 lực lượng bản nguyên. Giang Trần sắc mặt vô cùng âm trầm, vào lúc này, hắn căn bản là không có biện pháp xoay chuyển cục diện, này tinh hỏa hỏa linh thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ, liền Hồng Liên cũng không cách nào khắc chế nó, vô ảnh vô hình, chính mình lại bị bao ở trong đó, nó thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Tên đáng chết! Hồng Liên, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Giang Trần tâm tư đấu chuyển, không ngừng tưởng tượng thấy, nên làm gì thoát vây mà ra, chém xuống cái kia tinh hỏa hỏa linh, mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thể thử xem dùng Lăng Thiên Đạo của ta bao hàm. Giang Trần ánh mắt biến đổi, hắn đã hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể thử một chút xem, cuối cùng này Lăng Thiên Đạo bao hàm, nếu như Lăng Thiên Đạo bao hàm có thể áp chế lại tinh hỏa hỏa linh, có lẽ chính là mình cùng Hồng Liên cơ hội chuyển bại thành thắng. Giang Trần hơi suy nghĩ, đạo ẩn do tâm mà sinh, không có gì sánh kịp Lăng Thiên Đạo bao hàm, thô bạo nảy sinh, trực tiếp tướng tinh hỏa hỏa linh bao vây ở bên trong. Thời khắc này, cái kia tinh hỏa hỏa linh rốt cục ngồi không yên, bởi vì Giang Trần đã cảm giác được này Lăng Thiên Đạo bao hàm đối với này tinh hỏa hỏa linh kịch liệt áp bức, hầu như để này hỏa linh khó có sức lực chống đỡ lại, nháy mắt trở nên uể oải lên, thậm chí là khó có thể sử dụng tới cắn nuốt thủ đoạn. Khốn nạn, đây là lực lượng gì, tại sao ta hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích? thật là khủng khiếp cảnh giới, đây là cái gì? Tinh hỏa hỏa linh không ngừng giãy giụa, thế nhưng Giang Trần Lăng Thiên Đạo bao hàm, nhưng hoàn toàn đưa nó áp chế lại, khó có tiến thêm. Nhanh, Hồng Liên, chính là cái này thời điểm, nhất định không thể để hắn lấy lại được sức. Giang Trần trầm giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lăng Thiên Đạo bao hàm cố nhiên mạnh mẽ, hơn nữa cũng vừa lúc đúng lúc chấn áp tinh hỏa hỏa linh, nhưng là Giang Trần có thể chống đỡ thời gian, nhưng là quá ngắn, liền hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình thần nguyên lực lượng đang không ngừng trôi qua, cấp tốc biến mất, vạn vật mẫu khí thân thể, căn bản không kịp khôi phục. Tốt! Hồng Liên ngạc nhiên cực kỳ, thế nhưng lúc này là bọn hắn cơ hội duy nhất, nhất định cần phải nắm chắc. Ta hiện đang nuốt chửng này hỏa linh thật sự là quá khó khăn, ngươi cũng có Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên, phối hợp ngũ hành thần hỏa, ngươi so với ta càng thêm dễ dàng. Hồng Liên thấp giọng nói ra. Ý của ngươi là, để ta đưa nó cắn nuốt sao? Giang Trần sững sờ. Có gì không thể, lúc trước ngươi nuốt chửng thiên lôi, không phải là vô cùng thuận buồm xuôi gió sao? Cái tên này thậm chí không như thiên lôi, chỉ là vô cùng kiêu căng khó thuần mà thôi, hiện tại hắn bị ngươi đạo ẩn chấn áp, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Hồng Liên trầm giọng nói. Không nên do dự nữa. Giang Trần sâu sắc hút một khẩu hơi lạnh, vào lúc này Hồng Liên đã bị hỏa linh trọng thương, nghĩ phải chiếm đoạt hỏa linh, thế tất cực kỳ gian nan, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vạn vạn cẩn thận, này hỏa linh tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, ngươi có thể đủ áp chế nó bao lâu, ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong, đem hoàn toàn nuốt chửng, nếu không thì, một khi chờ nó lật lộn lại, chính là của chúng ta giờ chết. Hồng Liên cực kỳ ngưng trọng nói ra, ta có thể giúp cho ngươi cũng không nhiều, ngươi nhất định phải dựa vào ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng bản nguyên, mới có thể đem triệt để nuốt chửng. Nếu như có thể nạp để bản thân sử dụng, như vậy rất có thể là một loại cùng ta Hồng Liên nghiệp hỏa không phân cao thấp tuyệt đỉnh thần hỏa. Giang Trần yên lặng gật đầu, vào lúc này, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể sai sót, nếu không thì hai người bọn họ sinh mệnh tụ toàn bộ đều sẽ triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời, này khách đến từ thiên ngoại, thiên thạch vũ trụ trong tinh hỏa hỏa linh, để Giang Trần cảm thấy áp lực cực lớn, hơn nữa còn là áp lực trước đó chưa từng có. Bà nội, ta nhất định phải đem ngươi triệt để nuốt chửng, triệt để tiêu diệt. Giang Trần lòng tin 10 phần nói ra, trong cơ thể Lăng Thiên Đạo bao hàm, để này hỏa linh khó có một tia sức phản kháng, sớm biết Giang Trần sớm đã dùng ra này Lăng Thiên Đạo bao hàm, cũng không trở thành này tinh hỏa hỏa linh phách lối như vậy. Giang Trần thôi thúc Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa, bắt đầu đối với tinh hỏa hỏa linh tiến hành nuốt chửng, tốc độ của hắn phi thường nhanh, bởi vì tinh hỏa hỏa linh đã bị áp chế hoàn toàn, lúc này tinh hỏa hỏa linh giống như là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có chút nào sức đánh trả. Ta muốn đem ngươi triệt để hòa tan, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều ở ta trấn áp bên trong. Giang Trần vô cùng phẫn nộ, tinh hỏa hỏa linh điên cuồng chống cự lại, nhưng là nó không thể ra sức, bởi vì Giang Trần Lăng Thiên Đạo bao hàm thật sự là quá mạnh mẽ, nó có lòng không đủ lực, vào lúc này, chỉ có thể mặc cho bằng Giang Trần khống chế. Thật là đáng sợ tinh hỏa, này tinh hỏa đích thật là không kém gì ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa. Càng là đem này tinh hỏa nuốt chửng hầu như không còn, Giang Trần trong cơ thể chấn động cũng lại càng lớn. Này tinh hỏa cơ hồ là một đạo phi thường hoàn chỉnh hỏa linh bản nguyên, hơn nữa đã có ý thức, thuyết minh sự tồn tại của nó, vốn là không thể nghịch chuyển chuyện thật, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, mới có thể biến ảo thành đạo thân thể, sản sinh ý thức. Này tinh hỏa hỏa linh, khuất phục, không tốt nó muốn đồng hóa ta ngũ hành thần hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa. Giang Trần sắc mặt chợt biến, dị biến lại xảy ra, vào lúc này, mới là chân chính đến rồi sinh tử lựa chọn một khắc đó. Tinh hỏa hỏa linh vô cùng khủng bố. Dù sao cũng là thiên ngoại chi hỏa, liền Giang Trần cũng căn bản không mò ra lai lịch của nó, chí ít bây giờ nhìn lại, này tinh hỏa hỏa linh đã là bạo phát ra kinh khủng nhất phản công, Giang Trần tuyệt đối không thể xem thường, nếu không thì, rất có thể tựu sẽ lật thuyền trong mương. Ở thời điểm tinh hỏa hỏa linh sắp khuất phục, nó đã là bị Giang Trần Lăng Thiên Đạo áp chế khó có thể phản kháng, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, tìm kiếm đột phá. Gào gào gào, tinh hỏa hỏa linh bùng nổ ra từng trận tiếng rít chói tai tiếng. Giang Trần không có chút nào do dự, lấy Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa liên hợp, điên cuồng nuốt chửng tinh hỏa hỏa linh, một khi bị nó phản phệ, như vậy đem sẽ cực kỳ khủng bố, ắt sẽ tan thành mây khói. Thằng nhóc con, ta còn cũng không tin không trị được ngươi. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, Lăng Thiên Đạo hiện ra uy lực, liền Giang Trần đều là không thể nghĩ đến, là làm cho này hỏa linh hoàn toàn đã không có đất dụng võ, mặc dù là nghĩ muốn phản phệ đồng hóa ngũ hành thần hỏa, cũng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Kèm theo thời gian chậm chậm trôi qua, Giang Trần cuối cùng là đem này tinh hỏa hỏa linh cho thu phục, mà ngay tại lúc này, tinh hỏa hỏa linh cường đại nuốt chửng năng lực, là đem ngũ hành thần hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn cắn nuốt, nhưng lần này cũng không phải là phản phệ, mà là tinh hỏa hỏa linh tự chủ nuốt chửng, cuối cùng hoàn thành lột xác. Màu xanh lam rừng rực hỏa diễm, ở Giang Trần trong tay bốc lên, mang theo hồng liên đốt đời bá đạo, mang theo vô tận tinh hỏa yêu diễm, mang theo ngũ hành thần hỏa rừng rực xung kích, cái kia ngọn lửa màu xanh lam, liền hồng liên liếc mắt nhìn phía sau, đều là mang theo sâu sắc vẻ kiêng dè. Ngọn lửa này, là dung hợp hồng liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa sao? Hồng liên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Giang Trần trong tay ngọn lửa màu xanh lam, vẻ mặt mênh mang, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ, này ngọn lửa màu xanh lam liền nàng đều cảm giác được một loại vô ảnh uy hiếp vô hình, ngọn lửa này, thật sự là thái quá bá đạo, mới nghe lần đầu. Không sai, bất quá này dị vực mà đến tinh hỏa, vẫn là rất khó mà phỏng đoán, thế nhưng ta đã có thể hoàn toàn khống chế này ngọn lửa màu xanh lam, hơn nữa những ngọn lửa này ta cũng có thể chia ra làm hai. Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay hơi động, ngũ hành thần hỏa cùng dị vực tinh hỏa cùng với hồng liên nghiệp hỏa, hoàn toàn phân ra, hơi suy nghĩ, bảy loại hỏa diễm cũng là không hề bất kỳ dấu hiệu, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Cái tên nhà ngươi, thật sự là quá mức biến thái, này ngọn lửa màu xanh lam, càng biến thái, bất quá hắn cuối cùng là ngươi độc sáng tạo ra, ngươi cũng nên vì hắn làm cái tên. Hồng Liên đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ mặt lẫm liệt, đối với Giang Trần, đúng là có cảm giác khá là kinh ngạc, trong nháy mắt bất quá trăm năm, thế nhưng hắn cũng đã từ một cái thần trong mộ không có danh tiếng gì tiểu tử, thành tăng đến bây giờ thần tôn cảnh hậu kỳ hung hăng thiếu niên, không thể không nói, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ cường hãn như thế, thực lực tăng lên chí hung mạnh mẽ, cũng là nàng mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói trăm vạn năm vừa thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể gặp mà không thể cầu, tượng thần truyền thừa lựa chọn hắn, tóm lại là không có sai. Vậy thì gọi nó Thanh Liên Trảm Tinh Hỏa đi. Giang Trần ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú trong tay cái kia từ từ khiêu động màu xanh lam ngọn lửa, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như thừa dịp bất ngờ, sợ là bây giờ tầm thường thần hoàn cảnh, cũng tuyệt đối không dám chạm trán sắc bén, hắn Thanh Liên Trảm Tinh Hỏa, đã là vô cùng khủng bố, so với Hồng Liên Nghiệp Hỏa càng bá đạo hơn, trong chốc lát, hóa thành tịch diệt. Liền Giang Trần cũng không nghĩ ra, chính mình đánh bậy đánh bạ, là đem này dị vực tinh hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa chờ hỏa diễm hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, bên trong đất trời lại vẫn có đáng sợ như vậy hỏa diễm, ngọn lửa này rèn được thần binh bảo khí hay hoặc là tuyệt phẩm đan dược, nhất định cũng là cực kỳ bá đạo. Giang Trần hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn rèn đúc mình một chút 108 chuôi nguyên thần khí. Đem này thiên thạch vũ trụ dung hợp vào cái kia 108 chuôi nguyên thần khí bên trong sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, Giang Trần cũng là vô cùng mong đợi. Tên rất hay, Thanh Liên Trảm Tinh Hỏa, xem ra sau này ta đây Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đều là cũng phải đứng dịch sang bên. Ha ha ha. Hồng Liên mang theo vẻ cô đơn, thần tình lạnh nhạt nói ra. Không người nào có thể với ngươi đánh đồng với nhau. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Liên một chút, cực kỳ ngưng trọng nói ra, Hồng Liên hơi run run. Lập tức khẽ mỉm cười, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần sẽ như vậy trọng tình trọng nghĩa, người này, hẳn là sẽ không để chính mình thất vọng đi, sứ mạng của chính mình, chính là mang theo hắn đi tìm tượng thần ở tại thần giới đồ đệ duy nhất, thu truyền trả lại nhận, chém giết nghiệt đồ. Chỉ có điều chờ đợi Giang Trần trưởng thành, thật sự là thật quá khó khăn, vốn tưởng rằng sẽ quản lý trăm vạn năm năm tháng, thế nhưng không nghĩ tới bất quá trăm năm, Giang Trần chính là có thể tiến nhập Trung Châu Thần Thổ thực lực, này làm cho nàng tràn đầy vui mừng, phụ thân đại thù. Rốt cục có hy vọng báo. Hiện tại, là thời điểm nói cho ngươi một chút, lúc trước tượng thần nhiệt đồ. Tiến nhập Trung Châu Thần Thổ, hắn là ngươi duy nhất lượn quanh không mở đại nhân vật. Hồng Liên thấp giọng nói ra. Giang Trần cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn sớm tự muốn biết cái này tượng thần nhiệt đồ rốt cuộc thần thánh phương nào, nghĩ đến tuyệt đối không phải là bừa bãi hạng người vô danh, dù sao hắn là tượng thần ở tại thần giới duy nhất người truyền thừa, tuy rằng không có được chân truyền, thế nhưng là chân chính người thừa kế. Thượng quan Hồng Nhạn, hắn của ban đầu, cũng đã là Trung Châu Thần Thổ cường đại nhất luyện khí tông sư một trong, ngoại trừ tượng thần ở ngoài, cường đại nhất luyện khí tông sư, năm đó hắn, thực lực tựu đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, thực lực hôm nay, nhất định sớm đã đột phá, thậm chí có thể không tìm thấy đế cảnh môn hàm nhi, cũng chưa hẳn cũng biết, năm đó tượng thần tựu từng chắc chắn, thượng quan Hồng Nhạn thiên phú cực kỳ mạnh, thậm chí có thể vượt qua hắn, đạt đến đế cảnh cường giả. Chỉ chẳng qua hiện nay không mấy năm trôi qua, hắn đến tột cùng có thể không đạt đến loại kia cảnh giới, chung quy là ẩn số, một khi đạt tới trong truyền thuyết đế cảnh, sợ là chúng ta báo thù rửa hận, cũng là tương đối mong manh. Hồng Liên thấp giọng nói ra, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, ở đế cảnh cường giả bên trên, cũng không phải không có cả người mạnh, hắn mạnh, cuối cùng có một ngày ta sẽ mạnh hơn hắn. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng kiên định nói, cho dù là đế cảnh cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù rửa hận, không có tượng thần, Giang Trần không có khả năng đạt đến mãnh liệt như vậy cảnh giới, không có vạn vật mẫu khí đỉnh, không có một thân quỷ thần đều kinh hãi phương pháp luyện khí, hắn càng thì không cách nào đi tới đỉnh cao, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng tượng thần hoàn toàn có rất lớn quan hệ, Thiên Long kiếm lột xác, cũng là tượng thần một tay nặn tạo ra. Có thể nói tượng thần tuy rằng không có chân chính đã dạy chính mình bao nhiêu thứ, nhưng cũng so với bất luận người nào đều trọng yếu hơn. Giang Trần từ trước đến giờ đều là tri ân đồ báo, tích thủy tri ân vĩnh cửu cảm giác ở tâm, đây là từ lúc nhỏ, phụ thân giáo cho hắn, người nghèo không thể chí ngắn, lực bắt không thể quỳ gối, có ân nhất định báo đáp, có cửu oán nhất định trước tâm. Chỉ mong đi, thực lực của hắn không phải biến đổi đến mức mạnh mẽ như vậy. Ở Trung Châu Thần Thổ, có một cái luyện khí làm chủ tông môn, tên là Kim Thạch Tông, tông môn mặc dù cũng không toán là chân chính lâu năm đại tông môn, nhưng là bàng quan tồn tại, chỉ là không biết Kim Thạch Tông hiện tại rốt cuộc hình dạng gì. Cảnh còn người mất mọi chuyện chớ, ngàn trăm vạn năm trôi qua, năm tháng không tha người, biển có thể khô, đá có thể dạn nứt, này có thể vỡ, địa có thể nứt, mặc dù là người cùng sự tình, cũng là sẽ thay đổi. Hồng Liên, tràn đầy thổn thức, thế nhưng thân là tượng thần duy nhất người truyền thừa, Thượng Quan Hồng Nhạn ở tại thần giới địa vị, nhất định sẽ không ngừng nước lên thì thuyền lên, chắc chắn sẽ không so với hiện tại nhỏ yếu. Giang Trần trong lòng cũng là tràn đầy nghiêm nghị, xem ra chính mình muốn đường báo thù, cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, năm đó tượng thần được gọi là thần đế bên dưới người số một, không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng là vẫn là cuối cùng bỏ mình, vì lẽ đó Giang Trần không thể không cẩn thận. Một khi đợi đến hắn có đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn, chỉ là bây giờ hắn tiến nhập Trung Châu Thần Thổ phía sau, liền muốn từng bước cẩn thận rồi, không chỉ là bởi vì Thượng Quan Hồng Nhạn, càng có Phù Đồ Tháp vấn đề của phương diện này. Còn chưa tiến nhập Trung Châu Thần Thổ, Giang Trần tự chém giết một cái thần sứ, hơn nữa cùng bát bộ phù đồ thù hận, cũng coi như là liền như vậy triển khai. Ngươi yên tâm, tổng có một ngày, ta sẽ vì sư phụ báo thù, này một ngày, chắc chắn sẽ không quá lâu. Giang Trần trầm giọng nói ra, thật chặt siết nắm đấm, thời khắc này, trong lòng hắn khe vạn ngàn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vào giờ phút này, Đàm Đài Kinh Tàng, Bá Giả Hòa Thượng đám người, đối mặt Tà Long Hoàng đã là bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù bọn hắn đã thi triển ra cả người thủ đoạn, thế nhưng dù sao thực lực của bọn họ vẫn không thể nào đột phá thần hoàng cảnh, đối mặt Tà Long Hoàng, chỉ có thể là bị động chịu đòn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng là ổn định cục diện, nhưng là vô cùng chật vật dáng vẻ, nhưng để người hết sức giận dữ, thẹn quá thành giận. Bá Giả Hòa Thượng vết thương chằng chịt, Thanh Huyền thể lực tiêu hao hết, Hỏa Kỳ Lân cũng là bị trọng thương, tốt nhất không gì bằng Đạm Đài Kinh Tàng, bất quá cũng chịu một ít vết thương nhẹ. Trên mặt đẹp lộ ra một vẻ không sâu không cạn vết máu, lộ ra càng phát lạnh lùng, cân quắc khí càng nồng. Bốn người chỉ có thể là bị động phòng ngự, nhưng Tà Long Hoàng kinh khủng như vậy áp chế, đã hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, còn tiếp tục như vậy, Thanh Huyền đám người cũng sẽ bị Tà Long Hoàng tươi sống dây dưa đến chết. Làm sao bây giờ, chạy còn không chạy, chúng ta cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Thanh Huyền cực kỳ chật vật nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, thời gian đang từng bước tàn phá ý chí của bọn họ lực, có thể kiên trì đến giờ phút này đã là đúng là không dễ. Không đi, không đem Giang Trần này tiểu độc tử chờ đi ra, ta tuyệt đối không đi. Bá Giả Hòa Thượng cắn răng nói ra, này ngươi một cái tiên nhân bản, ngươi tên khốn kiếp này, nếu như Giang Trần ở, không phải đem ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn. Đàm Đài Kinh Tàng hơi nhướng mày, chỉ bằng Giang Trần thực lực, còn muốn thu thập Tà Long Hoàng. Ngươi không sẽ là uống lộn thuốc chứ? Liền ngươi và ta đều không thu thập được Tà Long Hoàng, Giang Trần có tài cán gì à? Ngươi xác định, Giang Trần còn chưa chết, ngươi xác định, hắn có thể thu thập được Tà Long Hoàng. Đàm Đài Kinh Tàng nhìn Bá Giả Hòa Thượng một chút, từ tốn nói. Giang Trần nhất định không chết, hắn cũng nhất định có thể đủ đem cái tên này dọn dẹp ngoan ngoãn. Bá Giả Hòa Thượng không dùng chất vấn nói ra, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đối với Giang Trần tín nhiệm, thậm chí là vô điều kiện. Đối phó người này, ngoại trừ Giang Trần, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Khó được còn có người tin tưởng ta như vậy, cái kia ta tự càng không thể chết rồi. Giang Trần bước ra một bước, trực tiếp vỡ vụn trước bao vây trên người hắn nham tương lưu thể, toàn bộ người đều là tươi cười rạng rỡ, khí thế như hồng, tuy rằng chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng Đàm Đài Kinh Tàng luôn cảm thấy người này, tựa hồ giống như là một đầu ẩn giấu bạo long, hắn thật sự như Bá Giả Hòa Thượng nói như vậy, có thể có đánh bại này Tà Long Hoàng bản lĩnh sao? Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân đám người nhất thời hai mắt sáng ngời, Giang Trần quả nhiên vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta liền biết, tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không chết đi dễ dàng như thế, ha 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 ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Này ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử được cứu rồi. Bá Giả Hòa Thượng cười lớn nói, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, có Giang Trần ở, như vậy tất cả những thứ này tựu được cứu rồi. Lúc trước hắn ở Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động một trận chiến, để Bá Giả Hòa Thượng lần thứ hai biết Giang Trần, cái tên này, vẫn là lúc trước ở tiên giới cái kia không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương, chỉ cần có hắn ở, tựu tuyệt không có chuyện không giải quyết được. Ngươi lại vẫn sống sót. Đàm Đài Kinh Tàng nói ra, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, bất qua cái này cũng không phải là không thể hiểu sự tình. Làm sao, ta sống sót, ngươi rất không vui sao? Giang Trần nhún nhún vai nói ra. Ta không có ý đó. Đàm Đài Kinh Tàng lạnh lùng nói ra, cũng không cùng Giang Trần tranh luận. Tiểu tử thối, liền ngươi cái này thần tôn cảnh gia hỏa, cũng dám theo ta hò hét. Ha ha ha, thực sự là chứa thiên hạ to lớn kê, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ lại bản hoàng trong tay anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật sự là ý nghĩ viển vông. Thật sao, sự tình không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên coi chính mình đã chắc chắn thắng, kỳ thực, ngươi chẳng qua là một bãi bùn nhão mà thôi. Giang Trần khinh thường nói, hoàn toàn không có đem Tà Long Hoàng để vào trong mắt, liền Đàm Đài Kinh Tàng cũng là đối với Giang Trần tràn ngập tò mò, ngươi dựa vào cái gì đối với Tà Long Hoàng như vậy xem thường, đối với mình tự tin tràn đầy đây. Sự tự tin của ngươi lại ở nơi nào đây? Ta cũng rất tò mò chờ, ngươi có thể đem Tà Long Hoàng chém giết. Đàm Đài Kinh Tàng nhiều hứng thú nhìn Giang Trần. Ngươi sẽ được như nguyện. Giang Trần khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt, cùng Đàm Đài Kinh Tàng bốn mắt tương đối, sau một khắc, mục tiêu của hắn chính là khóa chặt Tà Long Hoàng. Tự cho là tiểu tử, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi cái này thần tôn cảnh gia hỏa, là có thể xoay chuyển càn khôn sao? Ngươi thực sự là quá ngông cuồng tự đại, ta Tà Long Hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi như thế tự cho là gia hỏa, ha ha ha, tiểu tử, giờ chết của ngươi sắp đến, lại vẫn hồn nhiên không biết, ta sẽ để ngươi chết hết sức có tiết tấu, ta Tà Long Hoàng giận dữ, ngã xuống trăm vạn chảy máu thiên lý, ai dám nghịch ta, giết không tha. Tà Long Hoàng gào thét tiếng, đinh tai nhức óc, Giang Trần vẻ mặt như thường, một bước ngang qua, sơn hà phá nát gió bay nhứ, tình cảnh đó, Giang Trần lấy thần tôn cảnh thân thể, thẳng hám Tà Long Hoàng, Đàm Đài Kinh Tàng ánh mắt híp lại, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, thời khắc này, thật sự là thái quá rung động, Giang Trần, thật sự có thể ngăn trở Tà Long Hoàng thế tiến công sao? Đàm Đài Kinh Tàng không biết được, thế nhưng Giang Trần bây giờ nhưng là tự tin tràn đầy, phảng phất này thiên địa bên dưới, hắn chính là nhân vật cường hãn nhất. Giang Trần dốc hết sức hàng 10 tuệ, lấy tuyệt đối áp chế, nghiền ép Tà Long Hoàng, giữa hai người giao chiến cũng là càng ngày càng mạnh, liền bọn họ quan chiến người, cũng chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, chỉ sợ vạ lây người vô tội. Giang Trần thi triển long biến bên dưới, cường hãn sóng khí lăn lộn mà ra, như có thần trợ, Giang Trần thể phách cực kỳ cường hãn, long biến bên dưới, hầu như hoàn toàn nghiền ép nửa bước thần hoàng cảnh, thậm chí đối đầu Tà Long Hoàng như vậy thần hoàng cảnh, cũng là hoàn toàn không kém, vẹn vẹn chỉ là một trường chi giao. Cũng đã có thể nhìn ra, Giang Trần thô bạo, có bao nhiêu hung hãn, thần tôn cảnh hậu kỳ ngạnh hám Tà Long Hoàng, hai cái lui về phía sau mà đi, Giang Trần tuy rằng không thiếu có chút ngổn ngang, nhưng cũng hoàn toàn cùng Tà Long Hoàng chính diện chống lại, không chút nào rơi xuống gió. Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm ra, Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt, lại lần nữa trở nên nóng bỏng lên, đáng sợ kiếm, đáng sợ người, người này xa so với mình nghĩ tới muốn càng thêm lợi hại, càng thêm điên cuồng, tay cầm Thiên Long kiếm bên dưới. Giang Trần chống lại Tà Long Hoàng, đã là mơ hồ chiếm cứ một tia chủ động, vào lúc này, Đàm Đài Kinh Tàng mới chân chính ý thức được, Giang Trần đáng sợ bao nhiêu, nguyên lai cái này ở trong mắt nàng thực lực yếu nhất, lại kinh khủng nhất ra hỏa. Thời khắc này, Giang Trần mới xem như là chân chính cho thấy chính mình thực lực siêu cường. Người này, như vậy khủng bố. Đàm Đài Kinh Tàng trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, không quản lúc nào, nàng đều không có như vậy nghĩ quá, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ ra hỏa. Có thể chống lại thần hoàn cảnh, đơn giản là làm người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa còn là trước cái kia không có danh tiếng gì ra hỏa, bị chính mình chê cười ra hỏa, hắn xuất hiện, giống như một tôn cái thế đế quân, ép đè xuống, để Tà Long Hoàng hoàn toàn khó có thể chống đỡ, là chiếm cứ chủ động. Tất cả những thứ này, đều quá mức chấn động, quá mức bất khả tư nghị, hoàn toàn lật đổ Đàm Đài Kinh Tàng ý nghĩ trong lòng, bất qua này ngược lại là làm cho nàng đối với Giang Trần càng thêm nhìn với con mắt khác. Trước cái kia trước sau đều không có xuất thủ thần tôn cảnh tiểu tử, cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì không có người đáng giá hắn ra tay, thời khắc này, nàng mới thật sự hiểu, trước mình cử chỉ, là biết bao ấu trí buồn cười, Giang Trần có thể lấy thần tôn cảnh lực hám thần hoàng cảnh. Còn cần nghi vấn sức chiến đấu của hắn sao? Nhân ra từ vừa mới bắt đầu chính là xem thường ở ra tay, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, chính là thực lực thấp kém còn 10 phần càn rỡ. Thời khắc này, nhất định chính là 333 làm mất mặt, để Đàm Đài Kinh Tàng cảm giác mình chính là mù mắt, hoàn toàn không ngờ rằng sự tình sẽ là như vậy cục diện. Phía trước hắn, có lẽ vẫn luôn là đối với chúng ta không cho là đúng chứ. Bây giờ nhìn lại, chân chính buồn cười người không phải Giang Trần, mà là chúng ta. Đàm Đài Kinh Tàng cười khổ nói, trong lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng nhìn Giang Trần đánh với Tà Long Hoàng một trận. Có Giang Trần ở, bất chi bất giác, Đàm Đài Kinh Tàng cũng cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ bị Giang Trần trấn áp xuống. Ha ha ha, bây giờ biết tiểu Trần tử lợi hại bao nhiêu đi. Mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, ai? Lúc trước ở tiên giới ta tựu không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới ta khổ luyện trăm năm, vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Bá Giả Hòa Thượng, để Đàm Đài Kinh Tàng lại một lần nữa trở nên ngưng trọng, bọn họ là từ tiên giới lên cấp mà đến. Hơn nữa, Giang Trần cùng chân nhân, chỉ tu luyện trăm năm sao. Đàm Đài Kinh Tàng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả như thật là như vậy e sợ ở đây Trung Châu Thần Thổ, đều là sẽ được gọi là tuyệt thế hiếm thấy thiên tài, trăm năm tu luyện thần hoàng cảnh, đơn giản là để người tan vỡ, này cũng quá kinh khủng đi. Làm người mang trong lòng kính nể cùng chấn động, cái này Giang Trần, đơn giản là mạnh làm người giận sôi. Đàm Đài Kinh Tàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, bất luận người nào có thể trăm năm thời gian tu luyện tới thần tôn cảnh yêu nghiệt, dù cho là Trung Châu Thần Thổ bên trên, cũng là mới nghe lần đầu. Cái này Giang Trần, lại là hạng nào yêu nghiệt a? Đàm Đài Kinh Tàng trong lòng vô cùng cảm khái, vốn cho là mình đã là này Trung Châu Thần Thổ bên trên Cửu Châu thập địa tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là ở trong mắt Giang Trần, căn bản là bất nhập lưu, trăm năm tu luyện, cường như thần hoàng, lời đã nói ra, phòng chừng sẽ bị vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Tà Long Hoàng thủ đoạn ra hết, từng đạo âm hồn tứ tán mà lên, khói đen bao phủ, đem Giang Trần hoàn toàn bao quát ở bên trong, từng đạo ảnh ảnh xước xước long ảnh kèm theo Tà Long Hoàng ép đè xuống. Giang Trần không nhìn Tà Long Hoàng, càng không coi cái kia đầy trời long ảnh, khẽ quát một tiếng, kiếm khí như cương, kiếm thập ngũ một kiếm lùi tán, Tà Long Hoàng lộ ra nguyên hình, bị không ngừng bước lui xuống, hết sức gian nan. Kiếm ý này, cực kỳ đáng sợ. Đàm Đài Kinh Tàng vì đó rung một cái, kiếm của nàng, cùng Giang Trần kiếm, cách biệt rất lớn, nàng căn bản không thể đạt đến hung mãnh như vậy kiếm đạo cảnh giới này cùng kiếm pháp đạo uẩn, đã làm cho nàng hít khói. Khốn nạn, ngươi cái người điên này. Tà Long Hoàng bị Giang Trần lần nữa bước lui mà đi, thực lực của hắn ở thần hoàng cảnh bên trong, chỉ có thể coi là vừa rồi đột phá mà thôi, hơn nữa còn là lợi dụng bí pháp đột phá, căn bản không phải cái kia loại dựa vào thực lực bản thân mà đột phá thần hoàng cảnh cường giả, bây giờ ở Giang Trần hung hăng bức bách bên dưới, hoàn toàn lộ ra nguyên hình, căn bản không cách nào cùng tranh tài. Giang Trần thẳng thắn thoải mái, kiếm khí kinh người, liền Bá Giả Hòa Thượng cũng là lại lần nữa đối với Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc này Giang Trần giống như là xu thế không thể đỡ sát thần, không ai có thể ngăn trở hắn kiếm. Tà Long Hoàng thân là U Linh Quỷ Vực vực chủ một trong ngày thường nhưng là căn bản không gặp được thần hoàng cảnh cường giả, vì lẽ đó cũng là hoàn toàn không ai có thể cùng là địch, cao cao tại thượng tư thế quen rồi, tự nhiên là càn rỡ cực kỳ, thế nhưng vào giờ phút này bị một cái thần tôn cảnh ra hỏa cho trấn áp. Tà Long Hoàng nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng thực lực không bằng người, nhưng là sự thực, Tà Long Hoàng đã cảm giác được Giang Trần đáng sợ, vô cảnh chi kiếm khí tức, không ngừng thả ra, Tà Long Hoàng biết lần này hắn là gặp cao thủ chân chính, mặc dù là thần tôn cảnh, cũng có thể nghịch chuyển càn khôn cao thủ. Cô độc kiếm ý, Giang Trần xung phong mà lên, càng phát điên cuồng, vào giờ phút này, hắn cắn nuốt cái kia tinh hỏa phía sau, liền ngay cả khí tức trong người, cũng biến thành cuồng bạo. Thanh Liên Trảm Tinh Hỏa dường như một tia sáng bắn ra bốn phía mà ra, từ cô độc kiếm ý chém ngang mà xuống, kèm theo cô độc kiếm ý, đan dệt mà lên, hai đạo kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà lên, một kiếm nổi giận, tùy ý mà ra. Thật là đáng sợ thế tiến công. Đàm Đài Kinh Tàng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như là nàng, tuyệt đối không ngăn được Giang Trần chiêu kiếm này, đơn giản là quá kinh khủng, vô hình vô ảnh Thanh Liên Trảm Tinh Hỏa, ở Giang Trần xung kích mà lên nháy mắt, trực tiếp bắn vào Tà Long Hoàng trong cơ thể, mà Tà Long Hoàng nhưng là hồn nhiên không biết. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta là U Linh Quỷ Vực ba vực chủ. Ngươi nếu như giết ta, hai vị ca ca ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ta, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tà Long Hoàng bị Giang Trần cô độc kiếm ý, lại lần nữa bước lui, sắc mặt tái nhợt, chung quanh trên triển núi, núi đá nứt toác, toàn bộ đập xuống. Tà Long Hoàng uy ở sáng chiều tối. Đối mặt kinh khủng như vậy Giang Trần, Tà Long Hoàng nội tâm nghi ngờ không thôi, sắc mặt cũng là từ xanh biến đỏ. Giết ngươi, giống như giết lợn, sao không dám? Giang Trần từ tốn nói, lưỡi kiếm bên trên, mang theo lẫm lẫm hàn quang. Giang Trần, nếu không, vẫn là thả hắn đi, U Linh Quỷ Vực thực lực mạnh phi thường, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, có cửu oán tất báo, căn bản là tương đương với thứ hai Phù Đồ Tháp, ngươi một khi giết U Linh Quỷ Vực người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đàm Đài Kinh Tàng nhìn về phía Giang Trần, nàng cũng không phải là sợ hãi, nàng chỉ là sợ Giang Trần gây thù hằn quá nhiều, sẽ nửa bước khó được, trước giết Phù Đồ Tháp thần sứ, chuyện này mặc dù nói là thần không biết quỷ không hay, thế nhưng ngày sau đó không có tường nào gió không lọt qua được, một khi bị người ta biết là Giang Trần làm, như vậy Phù Đồ Tháp khẳng định sẽ không bỏ qua cho Giang Trần, bây giờ Giang Trần nếu như lại giết rơi cái này U Linh Quỷ Vực ra hỏa, đối phương nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chính là thần hoàng cảnh cường giả, U Linh Quỷ Vực ba vực chủ A, loại này thân phận người, làm sao có khả năng sẽ chết không rõ ràng đây. Đúng đúng đúng, ngươi nếu như giết ta, U Linh Quỷ Vực người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tha ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không, đại ca ta nhị ca nhất định sẽ với ngươi không chết không thôi. Tà Long Hoàng liên tục không ngừng gật đầu nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này Giang Trần muốn giết hắn, cảm giác chỉ trong một ý nghĩ mà thôi, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Ta Giang Trần giết người, không cần trốn trốn tránh tránh. Giết liền giết, ai có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một dạng, Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt hờ hững, cái này không biết sống chết ra hỏa, toán ta chưa nói. Dám đả thương huynh đệ ta, ngươi cũng đã không có sống tiếp ý nghĩa. Giang Trần đưa tay ra, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, trong nháy mắt Tà Long Hoàng toàn bộ người trên người, đều là bắt đầu dâng lên hùng huynh ngọn lửa màu xanh lam, một khắc đó, toàn trường khiếp sợ. Đặc biệt là Tà Long Hoàng, hắn vạn lần không ngờ, người này có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Này, Đạm Đài Kinh Tàng một mặt mờ mịt, cũng không ai biết Giang Trần là như thế nào làm được, thế nhưng Tà Long Hoàng đã ở đằng kia ngọn lửa màu xanh lam bên trong bị đốt hoàn toàn thay đổi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, a. Tà Long Hoàng giống giận, không ngừng chạy, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng tắt không diệt được trên người ngọn lửa màu xanh lam, không tới 10 hơi thở thời gian. Tà Long Hoàng chính là bị trực tiếp đốt thành cho bụi, vào lúc này, liền Hỏa Kỳ Lân đều là nuốt nước miếng một cái, ngọn lửa này, có thể để nó Kỳ Lân thánh hỏa, hoàn toàn không thể lưu lại chút nào dấu vết. Giết người trong vô hình, này ngọn lửa màu xanh lam đơn giản là thật là đáng sợ, Tà Long Hoàng loại này thần hoàng cảnh cường giả, kiên trì không tới 10 hơi thở liền chết, bọn họ có thể ngay cả 5 hơi thở đều không kiên trì được. Ngươi cái quái vật này, Bá Giả Hòa Thượng không nhịn được cười nói, Giang Trần càng cường đại, hắn càng cao hứng thú, cái tên này từ đến đều không để chính mình thất vọng qua. Nhất định chính là người điên. Đạm Đài Kinh Tàng lắc đầu thở dài, thế nhưng người điên có người điên bá đạo cùng hung hăng, cái người điên này, cho nàng cùng với sở hữu Hóa Thạch Tông người đều lên trọng yếu bài học. Ngươi có thể trở về, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Giang Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, cười nói. Ta chỉ là không muốn thiếu người khác cái gì, đặc biệt là hạng người kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì. Đàm Đài Kinh Tàng nghiêm trang nói. Bây giờ ngươi đã không sao, ta cũng nên đi. Xem ra chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao, ngươi vì ta có thể ngay cả tính mệnh cũng không muốn, thực sự là để ta hết sức cảm động a. Giang Trần ý vị thâm trường nói ra. Ta chỉ là sợ ngươi chết quá thảm, không ai nhặt xác mà thôi, tốt nhất liền như vậy vĩnh cửu không gặp gỡ, cáo từ. Đàm Đài Kinh Tàng lạnh rên một tiếng, đạp không mà đi. Tuy rằng Giang Trần thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là chán ghét như vậy, bất quá cường giả tự có cường giả tính khí, chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý, bất quá Đạm Đài Kinh Tàng có thể không ăn hắn này một bộ, Giang Trần là lợi hại, thế nhưng không có quan hệ gì với nàng. Đạm Đài Kinh Tàng rời đi phía sau, Giang Trần cũng là bắt đầu rồi khối này thiên thạch vũ trụ nung nấu, bởi vì hắn phải đem tất cả thiên thạch vũ trụ, toàn bộ nung nấu đạo nguyên thần của chính mình khí bên trong, mục tiêu của hắn là đem 108 chuôi nguyên thần khí toàn bộ rèn luyện thành đỉnh cao nguyên thần khí. Này đối với Giang Trần mà nói, là cái khiêu chiến không nhỏ. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, đem sẽ trở thành tương đương nhân vật khủng bố, chống lại thần hoàng cảnh cường giả, đem cũng sẽ không bao giờ gian nan như thế. Trận chiến này hôm nay, toàn bằng Giang Trần lấy trấn áp thô bạo Tà Long Hoàng, người này cũng không thể xem như là chân chính dựa vào chính mình thực lực được tăng lên tổ Long Hoàng, nếu như là chân chính thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần hiện tại muốn nghĩ thắng chi, cũng là được toàn lực ứng phó. Ta liền nói ngươi chính là mạng lớn, ha ha ha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, còn con này Tà Long Hoàng tính là thứ gì? Bá Giả Hòa Thượng vỗ Giang Trần bả vai nói ra. Giang Trần có thể thấy, khoảng thời gian này Bá Giả Hòa Thượng cơ hồ là dùng sức tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng ngăn cản Tà Long Hoàng, mới có thể vì chính mình tranh thủ nhiều như vậy thời gian. Ngươi cũng không tệ, liền thần hoàng cảnh gia hỏa, đều có thể ngăn cản. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên. So với ngươi còn kém xa, vốn tưởng rằng tiến nhập thần giới phía sau có thể chậm rãi vượt qua ngươi, nhưng vẫn là như vậy, thực sự là người này so với người khác phải chết à. Sau đó đều không muốn cùng ngươi so. Bá Giả Hòa Thượng một mặt chê nhìn Giang Trần. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta cần muốn tìm một chỗ yên tĩnh luyện chế thần khí, ngươi giúp ta hộ pháp. Giang Trần nói ra. Tốt. Bá Giả Hòa Thượng đám người yên lặng gật đầu, đoàn người nhanh chóng tìm một chỗ an nhàn nơi, Giang Trần chính là bắt đầu luyện chế thần binh bảo khí. Thiên thạch vũ trụ cực kỳ khó có thể hòa tan, bất quá Giang Trần trực tiếp lấy thanh liên trảm tinh hỏa đem nung nấu, lấy ra cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thiết, 108 chuôi nguyên thần khí, tất cả đều là bị Giang Trần gia nhập thiên ngoại vẫn thiết, hơn nữa còn là một lần nung nấu 108 chuôi nguyên thần khí, dù cho là Giang Trần, vào giờ phút này gánh nặng, cũng là tương đương to lớn, không ai có thể rõ ràng, đồng thời nung nấu 108 chuôi nguyên thần khí, cần trả giá bao nhiêu, trong đó lòng chua xót cùng gian khổ. Hoàn toàn là không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Bất quá Giang Trần hoàn toàn không kém, lần này nung nấu đỉnh cao nguyên thần khí, Giang Trần cũng sớm đã ấp ủ được rồi, thế tất yếu thành công, ngày sau chống lại thần hoàng cảnh cường giả, này chính là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Hơn nữa tu la kiếm trận bày trận tốc độ, cũng bị Giang Trần không ngừng thay đổi, không ngừng tiến hóa, thậm chí là chốc lát thành trận. Vạn vật mẫu khí đỉnh vào đúng lúc này, đánh chịu 108 chuôi nguyên thần khí, liền Giang Trần đều là nhìn mà than thở, không hổ là tượng thần bảo bối đắc ý nhất, mặc dù là tượng thần, cũng thì không cách nào mò thấy này vạn vật mẫu khí đỉnh điểm mấu chốt vị trí. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, ta nhất định muốn đem bọn ngươi nung nấu thành công. Giang Trần cắn chặt hàm răng, không cần nói 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, coi như là một thanh, có thể luyện chế được người, cũng đã gọi là chân chính luyện khí tông sư, mà Giang Trần đồng thời luyện chế nhiều như vậy, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở, trước không có người sau cũng không có người. Năm tháng vội vã, 3 năm đã qua đời, xuân đi thu đến, man hoang đại địa bên trên, vẫn là liễu xanh trang sức màu đỏ, chim muông thích thích. Giang Trần như cũ còn ở nung nấu trong tay 108 chuôi nguyên thần khí, bất quá hỏa kỳ lân, nhưng vào lúc này lặng yên mà phát động. Hòa thượng, giúp ta nói cho Giang Trần một tiếng, ta muốn đi man hoang thần châu nơi sâu xa đi xem một chút. Hỏa kỳ lân trầm giọng nói ra, mang theo cực kỳ kiên quyết ý chí. Thời khắc này, hắn đã do dự rất lâu, chỉ là vẫn không có thay đổi ở hành động mà thôi. Bá Giả Hòa Thượng hơi nhướng mày, nói. Gấp gáp như vậy sao? Tại sao không chờ Giang Trần luyện xong thần binh lại nói đây? Không còn kịp rồi, trước đây không lâu ta cũng cảm giác được tựa hồ ở man hoang thần châu nơi sâu xa, có một loại sức mạnh vô hình chỉ dẫn ta, gọi ta về, tựa hồ là liên quan với cha mẹ ta, ta nhất định phải đi vào đi một chuyến. Hỏa kỳ lân thanh âm cực kỳ trầm thấp, trong lòng kiềm chế cùng mong đợi, Bá Giả Hòa Thượng cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Vậy cũng tốt, chờ tiểu Trần tử tỉnh lại, hai chúng ta liền đi tìm ngươi. Bá Giả Hòa Thượng nói ra. Hỏa kỳ lân lắc đầu nói. Không cần, ta là thần thú thân thể, ở man hoang thần châu chi bên trong hành tẩu, cũng không lo ngại, nhưng là các ngươi là nhân loại, nhất định sẽ gây nên rất nhiều bất tiện, có lẽ sẽ kinh động một ít tiềm tàng ở man hoang thần châu chỗ sâu đại yêu. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, trực tiếp rời đi chính là, chờ ta xử lý xong man hoang thần châu chỗ sâu sự tình, ta phải đi Trung Châu thần thổ tìm các ngươi. Vậy chính ngươi bảo trọng. Bá Giả Hòa Thượng vỗ vỗ hỏa kỳ lân bả vai nói ra, hai cái người đã từng mấy lần kề vai chiến đấu, tuy rằng giao lưu cũng không nhiều, nhưng là ánh mắt của bọn họ đủ để thuyết minh tất cả, chuyến đi này đối với hỏa kỳ lân mà nói, rất có thể là rất lớn biến cố, bất quá Bá Giả Hòa Thượng không có cách nào nói thêm cái gì. Tất cả chỉ có thể chờ Giang Trần tỉnh lại rồi nói. Hỏa kỳ lân vừa rời mở không bao lâu, Thanh Huyền trong lòng cũng là tâm sự nặng nề, Bá Giả Hòa Thượng biết, nàng tựa hồ cũng phải rời đi, lúc trước hai cái người trời đất xui khiến đi chung với nhau, cũng là bởi vì gặp may đúng dịp, hiện tại nàng rời đi, cũng hợp tình hợp lý. Xin lỗi, Hòa Thượng. Thanh Huyền khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói ra. Bá Giả Hòa Thượng cười nói. Cũng không phải sinh ly tử biệt, ta biết ngươi phải rời đi. Ngươi đều biết. Thanh Huyền kinh ngạc nói, chính mình còn chưa chờ mở miệng, nhưng là hắn đã cái gì cũng biết. Tổng có một ngày, ta sẽ thuyết phục phụ thân ta. Không dùng. Bá Giả Hòa Thượng nói ra. Thanh Huyền trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tổng có một ngày, ta sẽ đánh tới nhà các ngươi. Bá Giả Hòa Thượng cực kỳ thô bạo nói. Thanh Huyền hơi run run, đột nhiên nhào vào Bá Giả Hòa Thượng trong lòng, khóc không thành tiếng, ngày xưa nữ thần, cũng biến thành như vậy đa sầu đa cảm, nhi nữ tình trường. Ta vốn là người xuất gia, vốn không nên có ý nghĩ sằng bậy, ải. Ta bất kể, ngươi nói, có một ngày, ngươi sẽ đi tìm ta. Ta chờ ngươi, cả đời, một đời, không rời, bất khí. Thanh Huyền một mặt nghiêm túc nói, chậm rãi lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt, đầy ắp lệ quang, môi đỏ như máu, tóc dài tung bay, người như phi yến, bồi hồi trên hư không, yên lặng xa được. Đi rồi, đều đi rồi, sao cho phải đây, lão tử mừng rỡ thanh tĩnh. Bá Giả Hòa Thượng cười mắng, thế nhưng khóe mắt, nhưng là lộ ra một vẻ khó có thể kể ra đỏ bừng, nam nhi bản vô lệ, hắn cũng không thể khóc. Tiểu Trần Tử, hiện tại ta nhưng là chỉ còn lại ngươi một người. Mau nhanh tỉnh lại đi, nếu không thì, ta đều nhanh chết ngộp. Bá Giả Hòa Thượng buồn bực ngán ngẩm nói. Vào giờ phút này, Giang Trần rèn luyện, đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, 108 chuôi nguyên thần khí, đã trải qua nặng nề lột xác, tuy rằng không cần lại tế luyện, nhưng là muốn để nguyên bản nguyên thần khí nâng cao một bước, trong đó nung nấu quá trình, cũng là cực kỳ chật vật. Thiên thạch vũ trụ trong thiên ngoại vẫn thiết, bị Giang Trần hoàn toàn nhắc đến lấy ra ngoài, bất quá hắn cũng không có dùng hết, chỉ dùng 1/2 mà thôi, thiên ngoại vẫn thiết cường hãn, so với trong đó nguyên thần khí đều phải càng thêm cứng rắn sắc bén, lần này hợp 2 thành 1, nhất định là nâng cao một bước. Lại là 3 năm xuân hạ thu đông, Giang Trần rốt cục đem thiên ngoại vẫn thiết hoàn toàn ngưng luyện hoàn thành, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, trực tiếp là dẫn động 9 tầng mây trên lôi kiếp, làm cho Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng đỉnh đầu, nhấc lên từng trận kinh đào hái lãng giống như sấm sét. Bá Giả Hòa Thượng triệt để trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần lại có thể xúc động kinh khủng như vậy thiên lôi hàng thế. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí xuất thế, rất có thể là một hồi náo động thiên hạ đại kiếp nạn, lấy Giang Trần làm trung tâm, xung quanh 10 vạn dặm chu vi, hầu như đều bao phủ ở trong lôi kiếp, thiên lôi cuồn cuộn, dập dờn mà ra, chung quanh hư không, đều dính vào một lớp đỏ ngất, sấm vang chớp giật trong đó, vô số chim muông tập kích bất ngờ, chạy tứ tán, trăm trượng cự mộc, tầng tầng chém vỡ, thiên nhận núi cao, núi đá lăn xuống, dòng sông đứt gãy. Này một mảnh mặt đất bao la, này một mảnh man hoang chi vực, tất cả đều là bao phủ ở Giang Trần đỉnh đầu lôi kiếp bên dưới, dẫn tới bát phương tránh lui, vạn thú lao nhanh. Ngày hắn cái tiên nhân bản bản, ta giọt cái bé ngoan a, Tiểu Trần Tử, ngươi đây là muốn đem Man Hoang Thần Châu thông cái lỗ thủng a. Bá Giả Hòa Thượng không nhịn được run lập cập, mạnh như vậy thiên lôi chi lực, hắn đoán nghĩ mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, sợ cũng phải tránh né mũi nhọn, muốn là trước kia Tà Long Hoàng, phòng chừng cũng phải bị vỗ liền mảnh vụn đây cũng sẽ không còn lại. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, sự khủng bố, không cần nói cũng biết, phải biết mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, có thể ủng có một cái thuộc về mình hỗn nguyên bảo khí, đều là tương đương có hạn, cho nên nói thần hoàng cảnh cường giả thần binh bảo khí, hơn nửa đều là đỉnh cao nguyên thần khí, muốn chiếm được một cái hỗn nguyên bảo khí có bao nhiêu gian nan, có thể tưởng tượng được. Mà Giang Trần một lần luyện chế được 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, có thể nói trước không có người sau cũng không có người, loại này tráng cử, liền chính hắn đều là bị rung động, bất qua đối với hắn tiêu hao, cũng là cực kỳ to lớn, cả người hắn thân thể cơ hồ bị mấy lần bớt thời gian, như không phải vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục, Giang Trần đã sớm không kiên trì nổi, mặc dù là thần hoàng cảnh luyện khí tông sư, cũng tuyệt đối không có tư bản một lần luyện chế nhiều như vậy đỉnh cao nguyên thần khí. Đỉnh cao nguyên thần khí tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ thấp, Giang Trần có thể hoàn thành như vậy tráng cử, điểm trọng yếu nhất, còn muốn quy công cho vạn vật mẫu khí đỉnh cùng thanh liên trảm tinh hỏa, nếu không thì, không bột đố gột nên hồ, Giang Trần thuật luyện khí tuy rằng cũng rất cường đại, không thể nghi ngờ, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để hắn có mạnh mẽ như vậy biểu hiện. Rốt cuộc phải hoàn thành sao? Giang Trần ngẩng đầu, nhìn phía trên hư không, nhiều như thế, như vậy chi cuồng bảo thiên lôi, ở trong mắt người khác giống như là giết người cuồng đao, có thể ở trong mắt Giang Trần, đây cũng là thật to đồ bổ. Để báo táp đến được càng mãnh liệt chút đi, ha 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 ha. Giang Trần cuồng tiếu, gào thét, bàn tay 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, chấp trường bầu trời, nghênh thiên lôi mà lên, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, cũng là thời điểm trải qua cuối cùng thiên lôi gột rửa cùng rèn luyện. Thiên lôi cuồn cuộn, Giang Trần bốc thẳng lên, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí cũng là như hình với bóng, nhảy vào thiên lôi bên trong, có thể đổ sộ, Bá Giả Hòa Thượng không thể không khâm phục Giang Trần, cái tên này thực sự là càng ngày càng biến thái. Giang Trần ở thiên lôi bên trong ngẩn ngơ lại là 3 năm, này thời gian 3 năm, hắn đem tất cả đỉnh cao nguyên thần khí, toàn bộ rèn luyện hoàn thành, hơn nữa còn có một cái thu hoạch bất ngờ, đó chính là đem này vô cùng thiên lôi tan hợp thành 3 viên thiên lôi châu, có thể ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp Giang Trần cái khác 3 loại thiên lôi hoàn thành dung hợp, tuy rằng không phải chân chính có thiên lôi bản nguyên thiên lôi, thế nhưng này 3 viên thiên lôi châu, cũng có thể giúp hắn hòa dịu áp lực thực lớn. Tìm lại được thứ tư loại thiên lôi trước, có thể hoàn mỹ thay thế, dùng Giang Trần tuyệt không lo lắng về sau. Mà ở đây thời gian 9 năm bên trong, Giang Trần thực lực cũng rốt cục ở làm đột phá, đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, nhưng là muốn đạt đến nửa bước thần hoàng, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Giang Trần có lòng tin một trường đánh giết nửa bước thần hoàng, thậm chí bước lui thần hoàng cảnh, cũng đã không chật vật đi nữa. Tay cầm 3 viên thiên lôi châu, Giang Trần trong lòng hào khí vạn trượng, mặc dù là thần hoàng cảnh, cũng có thể ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, đem thuấn sát, dùng hợp thiên lôi chính là hắn cường hãn nhất một trong những lá bài tẩy. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí rèn luyện hoàn thành phía sau, Giang Trần rốt cục sử dụng 7 cái long kỳ thiên vệ, hắn phải đem này 7 cái long kỳ thiên vệ toàn bộ nung nấu trở thành nửa bước thần hoàn cảnh con rối, nói như vậy thực lực nhất định sẽ lại lần nữa nước lên thì thuyền lên, 7 cái long kỳ thiên vệ vừa ra, tuyệt đối có thể quét ngang vô địch. Thiên ngoại vẫn thiết cuối cùng toàn bộ bị Giang Trần đúc đến rồi long kỳ thiên vệ trên người, cứ như vậy, đợi đến khi Giang Trần thực lực đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh, tiếp theo đưa bọn họ trực tiếp lấy thanh liên trảm tinh hỏa rèn luyện, để cho bọn họ phẩm chất lại lần nữa được tăng lên, nhất cử lưỡng tiện, tiết kiệm không ít công phu. Cứng rắn cực kỳ có thể so với hỗn nguyên bảo khí thiên ngoại vẫn thiết, ở Giang Trần thanh liên trảm tinh hỏa bên dưới, lập tức hòa tan, sắp nhập vào 7 đại long kỳ thiên vệ bên trong, từng tiếng gầm nhẹ tiếng từ 7 đại long kỳ thiên vệ trong thân thể bộc phát ra, bọn họ tuy rằng đã chết vạn năm, thế nhưng một thân kim giáp, sức chiến đấu vô song, đã là tạo thành từng tia quán tính cùng ý chí, so với chân chính trên ý nghĩa con rối, muốn càng thêm kinh khủng hơn nhiều. Giang Trần lấy cô độc kiếm ý chấp trường 7 đại long kỳ thiên vệ, liền hắn đều có thể cảm giác được này long kỳ thiên vệ bên trên cuồng bạo thô bạo. Long kỳ thiên vệ đúc hoàn thành, đã là thứ 10 cái niệm đầu, Giang Trần rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc này, nhưng phát hiện bên người thiếu mất 2 người. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, bà nội, 10 năm, lão tử đều nhanh chết ngộp. Bá giả hòa thượng không nhịn được hướng về Giang Trần lườm một cái. Thực lực của ngươi lại có tinh tiến, ai, xem ra không tốn thời gian dài ngươi là có thể đuổi tới bản Phật gia. Vậy ngươi còn không dành thời gian tu luyện, thân là người trong Phật môn, liền cơ bản nhất tĩnh tâm tu luyện, ngươi đều làm không được đến, còn nói gì đột phá. Ha ha. Giang Trần cười nói, nhìn thấy biến mất Hỏa Kỳ Lân cùng Thanh Huyền, lập tức một mặt nghiêm nghị, tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ đây. Thanh Huyền ra bên trong triệu hoán, nàng nhất định phải đi về. Mà Hỏa Kỳ Lân nói cảm giác ở Man Hoang Thần Châu nơi sâu xa có người đang kêu gọi hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể thâm nhập trong đó. Bá giả hòa thượng vẻ mặt nghiêm nghị nói, lẽ nào này Man Hoang Thần Châu nơi sâu xa có vật gì đang kêu gọi hắn sao? Thân là thượng cổ thần thú, trong cơ thể tồn tại viễn cổ ký ức, truyền thừa xuống đã là ngàn tỷ năm có thừa, chuyện như vậy cũng là có thể. Giang Trần trầm tư chốc lát nói ra, Hỏa Kỳ Lân để hai người chúng ta không cần phải để ý đến hắn tiến nhập man hoang nơi sâu xa sẽ không gặp nguy hiểm, mà hai người chúng ta loại, khả năng tựu sẽ không nhỏ nguy cơ, vì lẽ đó để cho chúng ta đi Trung Châu Thần Thổ chờ hắn là được rồi. Cũng tốt, Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là hạng người lỗ mãng, hắn có lòng tin tiến nhập man hoang nơi sâu xa, ngay cả có món đồ gì chỉ dẫn hắn, vậy chúng ta trước hết đi Trung Châu Thần Thổ lại nói. Giang Trần gật đầu, hai cái liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tâm, chuẩn bị hướng về Trung Châu Thần Thổ xuất phát. Nhưng là đúng vào lúc này, Giang Trần cùng bá giả hòa thượng xoay người trong nháy mắt, nhưng là thấy được một cái che trời cự thú, một cước đạp hạ, miễn cưỡng đem xung quanh 10 trượng không gian trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng lớn, xung quanh núi đá rạn nứt ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại đáng chết! Các ngươi bước vào lãnh địa của ta, tổn thương ta con cháu, các ngươi đều đáng chết. Một tiếng trầm thấp tiếng quát vang lên, xung quanh bầu trời hoàn toàn bị che cản, hai cái hung hãn vô cùng to lớn con nhện, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần cùng bá giả hòa thượng đường đi. Này hai cái to lớn con nhện đều hơn 100 trượng, hơn nữa cực kỳ dọa người, thực lực là tất cả đều đạt tới thần hoàng cảnh, so với phía trước to lớn con nhện, khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Màu vàng trào kim, vô cùng sắc bén, kim quang sáng lạn, hết sức hung mãnh. Đây là hai cái kim kiềm chu vương, nhất định là trước cái kia bầy to lớn con nhện tổ tông, bà nội, lần này đúng là hết sức xui xẻo. Bá giả hòa thượng hùng hùng hổ hổ nói ra, không nghĩ tới hai người bọn họ vận khí như vậy không ăn thua, chỉ lát nữa là phải ly khai Man Hoang Thần Châu, sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy ra hỏa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, này hai cái kim kiềm chu vương, hết sức khả ái, này tám đối với kim kiềm chu vương, tuyệt đối là đồ tốt, ha ha ha. Giang Trần ánh mắt híp lại, người tài cao gan lớn, vào giờ phút này, thực lực làm tiếp đột phá phía sau, hắn chính là càng thêm cường thế. Nắm cỏ, tiểu Trần tử, ngươi muốn làm gì? Bá Giả Hòa Thượng khó tin nhìn Giang Trần, làm sao cảm giác cái tên này đem này hai cái kim kiềm chu vương xem là bữa trưa đây. Không có gì, này tám đối với kim kiềm, có thể so với thần binh bảo khí, tuyệt đối là đồ tốt, sao không đem chúng nó toàn bộ cắt đi đây, hơn nữa này thần hoàn cảnh kim kiềm chu vương cả người là bảo, chỉ tiếc quá lớn, nếu không, nhất định toàn bộ đóng gói mang đi. Giang Trần cười híp mắt nói ra, xuất khẩu của ngôn gia hỏa, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giống giống, kim kiềm chu vương tiếng gào, đinh tai nhức óc, hình thể đạt đến to lớn như thế man hoang cự thú, đã không đủ tính toán theo lẽ thường, tiếng gào chấn thiên động địa, chu vi mấy trăm ngàn dặm, phòng trường đều là lấy nó làm đầu, nếu không thì, không thể như vậy không cố kỵ. Giang Trần trong ánh mắt lập lòe một vệt lạnh lùng sát cơ, hai người này, đã như vậy hung mãnh, vậy mình càng phải thật tốt thử một chút xem, thực lực của chính mình có thể không lật tung bọn họ. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi hai người, có phải thật rác rưởi hay không. Giang Trần chào cười nói, liên tục cười lạnh, không để ý lắm. Giết hắn đi, vì là con cháu của chúng ta báo thù. Kim kiềm chu vương phẫn nộ hống một tiếng, xông về phía trước, Giang Trần không hề sợ hãi, nhất phi trùng thiên, tay cầm Thiên Long kiếm, thời khắc này hiện ra tuyệt cường khí tức, liền Bá Giả Hòa Thượng đều là hô hấp hơi ngưng lại, cái kia loại cái thế lang thiên uy lực, làm người nhìn thấy mà giật mình, hắn biết, mình bây giờ, phỏng chừng đã chưa chắc là Giang Trần mười hợp chi tướng, nếu như không lợi dụng chấn thần bia, chính mình sẽ bị bài tương đương thê thảm. Cái tên này, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung. Hết tập 160.